Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em lên một cái video chuyên về các cái mã đồ điện của bên em. Đó, đồ điện bên em nhá. Tất cả các dòng này thì nó đều là hàng Nhật xuất sử dụng điện 220V nên các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đầu tiên thì em lên cho các bác cái mã ấm siêu tốc thì bên em sẽ có cho các bác là 3 mẫu nhá, 3 mẫu. Đầu tiên thì nó sẽ là một con ấm siêu tốc của Hàn Quốc này, ấm siêu tốc Hàn Quốc. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2,5 lít nhá, 2,5 lít. Và hàng này của nó thì bên ngoài bằng nhựa chống nóng, bên trong bằng inox 304. Đấy, bằng nhựa chống nóng, bên trong bằng inox 304. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000. Đấy, ấm siêu tốc Hàn. Giá của nó sẽ là 130k nhá. Đấy. 130k cho con ấm siêu tốc Hàn Quốc như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn nhá. Ấm siêu tốc Hàn Quốc 130.000. Ấm siêu tốc Hàn Quốc 130.000 các bác nhá. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con sản phẩm đó là cái con phích đun sôi nhá. Đấy, phích đun sôi. Hàng cũng của thương hiệu Cúc U luôn. Con này thì nó vừa là ấm siêu tốc vừa là dòng phích đun sôi nhá. Hàng của thương hiệu Cúc U, dung tích của nó là 3 lít cả vỏ nhá. 3 lít cả vỏ đây. Có nắp xoáy các thứ ngon lành như này các bác này. Có nắp xoáy các thứ ngon lành như này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Và cái nắp này của nó thì nó là dòng nắp giữ nhiệt và nắp lẫy nhá. Nắp lẫy các bác xoáy đúng gen chưa? Bấm này rót thì mới ra này. Dung tích của nó là 3 lít cả vỏ, hàng của thương hiệu Cúc U nhá, hàng thương hiệu Cúc U đây. Đấy. Con này thì tỷ suất giữ nhiệt của nó sẽ là từ 70 đến từ tỷ suất giữ nhiệt của nó sẽ là từ 70 đến 75 độ nhá, 70 15 độ. Lên trên là phích đun sôi, giá sẽ là 180.000 nhá. Phích đun sôi 180.000 cho một con phích đun sôi như này. Đấy. Và các bác cứ đặt vào là nó sẽ tự đun. Đấy, nóng thì nó lại ngắt nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác đó là cái ấm Đức nhá, ấm Đức đây. Hàng của thương hiệu Liebherrleng của Đức nhá, hàng Liebherrleng của Đức. Hàng này thì cực kỳ chất cho bác luôn. Đấy, đây. Lên cho em là ấm Đức này. Công tắc đây. Đấy, vừa là công tắc vừa là nút nhấn cho các bác luôn. Đó. Và đây là cái lẫy của nó này. Đấy, đây là cái đế của nó này. Đế điếc của nó rất là ngon luôn. Đây em cắm thử điện cho bác xem này. Hàng này sử dụng điện 220V nhá. Đây, bật lên là nó có đèn báo nhá, có đèn báo trắng này các bác này. Đấy, đèn báo trắng đây. Có đèn LED báo trắng này các bác thấy không? Nó rất là rõ luôn. Đó, và đây thì nó sẽ dung tích của con này thì nó sẽ là mắc của nó là 1 lít 7 nhá, hàng bằng thủy tinh nhá. Đấy, hàng bằng thủy tinh như này thì khi các bác sử dụng thì nó rất là an toàn luôn, đun nóng đun niếc cực kỳ an toàn luôn. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc Đức nhá. Giá của nó sẽ là 360.000. Đây. 360.000 cho con ấm siêu tốc Đức như này, ấm siêu tốc Đức 360.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc bằng inox nhá. Đấy, ấm siêu tốc bằng inox. Con này thì nó cũng là hàng của Đức và nó sẽ là hàng bằng inox như này. Cho nên là em để tránh nhầm tên thì em lên cho các bác đó sẽ là ấm siêu tốc inox nhá. Ấm siêu tốc bằng inox này. Con này thì giá sẽ là 450.000 nhá. 450.000 cho con ấm siêu tốc inox như này. Đấy, nắp của nó này. Đấy, nắp niếc của nó rất là ngon luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái lẫy gạt này, lẫy gạt thế này. Có báo nước ở đây nhá, có báo nước ở đây. Đấy, dung tích của nó thì mắc của nó cũng là 1 lít 7 luôn, mắc của nó là 1 lít 7. Hàng thì cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá, hàng dày dẫn chắc chắn bằng inox 304, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc inox nhá, ấm siêu tốc inox, giá sẽ là 450.000. Đó. Con này thì các bác lên cho em đó là ấm siêu tốc inox này, giá sẽ là 450k nhá. Ấm siêu tốc inox giá sẽ là 450.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy xay sinh tố này. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít. Đấy. Cối xay inox 2 lít này. Đấy, con này cối của nó là 2 lít. Cối của nó là 2 lít và cái lưỡi này của nó là 4 lưỡi kép như này, 4 lưỡi kép như này. Đấy, cối 2 lít, 4 lưỡi kép. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Máy cực kỳ là khỏe nha và nó sẽ có cho các bác là hai công tắc nhá. Đấy, hai công tắc thì nó sẽ có số 1 và số 2. Đấy các bác này. Đấy, số 1, số 2 đây. Đây em bật cho các bác xem. Đấy. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Lên mã giúp em đó là cối xay inox nhá, cối xay inox 2 lít. Cối xay inox 2 lít thì con này nó sẽ là 150.000 nhá, 150.000. Đấy. Lên cho em là cối xay 2 lít, con này sẽ là 150.000 nhá, 2 lít cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con máy xay Osaka nhá, máy xay Osaka. Con này thì thân của nó bằng nhựa và vỏ của nó cũng cái khay đựng của nó cũng bằng nhựa luôn. Đó.
và có gioăng giếc các thứ cẩn thận như này. Đó. Giá thì con này giá rất hợp lý cho bác luôn, giá chỉ có 145.000 thôi, 145.000 cho con này. Thì các bác có thể dùng con inox hoặc là nếu các bác dùng nhỏ gọn thì dùng con này chứ. Đấy. Nếu dùng thích nhỏ gọn thì dùng con này. Osaka Japan, hàng của Nhật nhá. Sử dụng điện 220V, dung tích của con này thì nó sẽ là 700ml. Đấy, 700ml các bác nhá. Đó, con này thì 700ml thôi, còn con inox của nó là 2L. Con này thì giá sẽ là 145.000. Tiếp theo thì em lên cho bác một số các cái mã. Đầu tiên nó sẽ là một cái nồi lẩu Osaka nhá. Nồi lẩu Osaka. Giá sẽ là 390.000. 390.000 cho một con nồi lẩu Osaka như này. Đấy, đây nó sẽ là kính cường lực này. Đây là cái con nguồn của nó này. Và nó sẽ có cho các bác là một cái khay hấp như này nhá, một khay hấp như này. Đấy, đây là các cái phụ kiện đi kèm đây. Các phụ kiện đi kèm về nhà các bác lắp ráp vào cho em. Con này thì ngoài ăn lẩu thì các bác có thể dùng có chống dính luôn. Có chống dính rất là ngon nhá. Các bác có thể dùng để chiên rán xào nấu các kiểu con đà điểu được hết nhá. Đấy, chiên rán xào nấu các kiểu con đà điểu được hết luôn. Đó, hàng của thương hiệu Osaka. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác một con máy xay con nồi lẩu Osaka như này, giá của nó sẽ là 390.000 nhá. Đấy, vung kính cường lực luôn, nguồn nhiệt của nó ngon lành luôn. Lên mã cho em là lẩu Osaka, giá sẽ là 390.000. 390.000 cho em nồi lẩu Osaka như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nồi lẩu 2 tầng nhá, nồi lẩu 2 tầng. Con này thì giá sẽ là 230.000. Đấy, nó sẽ có 2 tầng như này. Khi các bác ăn lẩu bình thường thì các bác dùng như này cho em. Đấy, cáp nguồn của nó đây, cáp nguồn của nó đây. Đó, một con nồi lẩu 2 tầng như này, tráng đá chống dính. Ngoài các bác dùng để chiên, rán, xào, nấu để ăn lẩu ăn liếc đều ok hết nhá. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để mình hấp xôi này. Đấy, hấp xôi, hấp gà, hấp cá này. Đấy, thì các bác chỉ cần là cho nước xuống dưới sau đó thì mình đun như bình thường là xong. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 nhá. Lên mã giúp cho em là nồi lẩu 2 tầng, giá sẽ là 230.000. Tiếp theo chuyên mục lẩu thì bên shop còn một con nồi lẩu mini nữa. Con này rất là tiện dành cho các bác ở phòng trọ này, hoặc là các bác nào muốn ăn đồ ăn nóng này. Đấy, đồ ăn nóng sốt, dung tích của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 1L các bạn. Đấy, vào khoảng từ 800 đến 1L. Con này thì siêu tiện dụng luôn nhá. Đấy, cũng có cả khay hấp có số 1-2 như này. Ưu điểm của con này thì các bác chỉ cần là cắm cáp nguồn vào cho em. Đấy, cho nước vào đây. Cũng có chiên rán xào nấu được hết nhá. Ngoài ra thì các bác có thể dùng khay hấp khay nhiếc cũng rất là ngon. Đặc biệt là bác nào ở phòng trọ này hay ăn mì này hoặc là ăn lẩu ăn nhiếc thì dùng con này rất là ok. Đặc biệt là mùa đông mà các bác muốn ăn canh nóng thì các bác cho vào đây cho em. Đấy, hai vợ chồng có tí dưa chua hoặc là tí cà chua sốt, các bác cho vào đây ăn rau sống rất là ngon luôn. Nhỏ gọn, tiện dụng, bền đẹp. Giá thì chỉ có cho các bác là 100. Các bác lên cho em là nồi lẩu mini, giá sẽ là 150.000 nhá. Nồi lẩu mini giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nồi kho cá nhá. Nồi kho cá, hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, của thương hiệu Matika. Matika, hàng của Nhật. Nó sẽ có cho các bác là nấc số 1, số 2, số 3 đây. Nhanh, chậm, tự động các kiểu con đà điểu luôn. Và con này nồi kho cá thì nó sẽ là nồi nóng chậm nhá. Nóng chậm. Ví dụ các bác cho cá, cho dưa, cho đồ nấu, đồ chiên, đồ kho vào đây thì các bác cứ cắm cho em là qua đêm này, hoặc là cắm từ sáng đến tối thì mới ăn được các bác nhé. Đấy, hàng này thì bên em bảo hành lỗi một đổi một cho các bác yên tâm sử dụng luôn. Lên cho em là nồi kho cá. Đấy, con này thì nó sẽ là đây 220V 50Hz, 235W và 2,5L nhá, 2,5L. Đó, rất tiện dụng đây, thông số rõ ràng luôn. Tiếp theo là bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con bếp từ nhá, bếp từ, hàng của thương hiệu Philips nhá. Bếp từ, hàng của thương hiệu Philips này. Đấy, đây. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, hàng thương hiệu Philips sản xuất ở Thái Lan. Độ dày của nó thì sẽ là 5 ly nhá. Độ dày của nó là 5 ly. Chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 40 và chiều ngang thì hơn 30. Khoảng 30 nhá. Của nó là bên trong đều bằng đồng hết này, đồng đỏ au như này. Đấy, và có tặng kèm 300 có tặng kèm một cái nồi như này các bác nhá. Có tặng kèm một cái nồi như này thì rất là ngon lành cho bác luôn. Đó. Có tặng kèm một cái nồi như này. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là bếp từ Philips nhá. Bếp từ Philips, giá thì sẽ là 350.000 cho con bếp từ Philips như này nhá. Lên cho em là bếp từ Philips, giá sẽ là 350.000. Đó, rất hợp lý. Có tặng kèm một cái nồi nhá. Cái này là hàng tặng kèm thôi, khi các bác nhận hàng có thể nó bị bóp méo thì các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Đấy, nó rất là mỏng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nồi cơm mini nhá. Nồi cơm mini
Giá thì sẽ là 270.000 cho một con nồi cơm mini này, con là rất tiện dụng luôn. Đấy, các bác dùng ví dụ như nhà gia đình có ít người này. Đấy, gia đình có 2 người. Đấy, 2 người, 2 ông bà thì dùng cho em cái nồi cơm mini này rất là tiện luôn. Hàng của Nhật, của thương hiệu Chigo. Đấy, Chigo của Nhật này. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, có chống dính các thứ đàng hoàng, rất dày dẫn nha, mâm miếc ngon nhá. Con này thì các bác bắt buộc là mình phải bê nhá, chứ nó không ấy được, nó không có quai sách đâu. Nó rất là nhỏ gọn nên là các bác dùng thì mình bê như này cho em này. Bê này cho em. Hàng thương hiệu Chigo. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Giá thì sẽ là 270.000 cho một nồi cơm mini như này. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho bác các sản phẩm, đó là cái nồi cơm sáp nhá. Nồi cơm sáp, hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật đây. Nồi cơm sáp của Nhật này. Con này hàng nguyên đai nguyên kiện nhá, cực kỳ là ngon luôn. Đó, mâm dày dẫn chắc chắn. Giá sẽ là 500.000. 500.000 cho một con nồi cơm sáp thế này các bác ạ. Nồi cơm sáp 500.000 bên em bao ship. Mâm miếc của nó cực kỳ dày luôn nhá. Mâm của nó cực kỳ dày luôn. Mâm dày, nồi đế dày nhá. Cáp kiếc các thứ đàng hoàng này. Đấy. Mâm dày, nồi đế dày. Giá sẽ là 500.000 nhá. 500.000 cho một con nồi sáp như này. Đấy, 500k cho một con nồi sáp như này nhá. Con này thì cực kỳ tiện ích luôn. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Và mâm của nó là nồi của nó là thuộc cái dạng là nồi đất nhá. Nồi đất ôm vòng như này. Đấy, nồi niêu đất ôm vòng như này thì khi các bác sử dụng thì nó rất là đã các bạn. Đấy, rất là đã luôn. Nó ôm vòng tròn như này thì khi các bác sử dụng thì khá là tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, nó giữ nhiệt tốt nhá. Đấy, nó sẽ thuộc dạng niêu đất, giống như kiểu niêu đất ấy. Nó ôm, giữ nhiệt tốt. Quai sách như này thì không sợ bị gãy bị bong nhá. Quai sách này không sợ bị gãy bị bong. Đấy, nồi của thương hiệu Sáp. Nó là dòng nồi cơ cho nên là dùng nó rất là an toàn và tiện ích nhá. Các bác chỉ cần nhấp này cho em là xong này. Đấy. Nấu cơm ngon nhá, nấu cơm ngon. Lên cho em là nồi cơm Sáp, giá sẽ là 500.000. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kẹo của Hàn Quốc này. Đấy, kẹo của Hàn Quốc này. Đấy, các bác lên nha, em là kẹo Hàn Quốc nhá. Kẹo Hàn Quốc như này. Đấy. Một gói này thì dung tích của nó sẽ là dung tích của nó thì hàng này thì của tập đoàn Samsung này, của tập đoàn Samsung. Đấy, nó kết hợp với các cái thương hiệu khác để nó sản xuất nhá. Đấy. Hạn sử dụng thì đến năm 2026 luôn. Hàng của Hàn Quốc chuẩn xịn luôn này. Đấy, cây sâm đây, made in Korea nhá, made in Korea. Các bác lên cho em là kẹo sâm Hàn Quốc nhá, kẹo sâm Hàn Quốc. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là lên mã giúp em là kẹo sâm Hàn Quốc nhá. Giá của nó sẽ là 90k cho một gói kẹo như này. Đấy, 90.000 cho một gói kẹo sâm Hàn Quốc như này. Dung tích của nó sẽ là 500g này, 500g. Đấy. Lượng calo của nó thì tới là 1967 calo. Hàng này thì ví dụ các bác đi tàu đi xe này, hoặc là các bác mệt mỏi thì mình chỉ cần là ăn 1-2 chiếc là mình sẽ tỉnh táo luôn. Đó, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng luôn, hàng sách tay của Hàn Quốc nhá. Made in Korea. Lên cho em là kẹo sâm Hàn Quốc, giá sẽ là 90.000 cho một gói như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái trà sâm nhá. Trà sâm cũng của Hàn Quốc luôn, hàng made in Korea của Hàn Quốc đây. Đấy, một hộp này của nó thì nó sẽ là 100 gói các bạn. Hộp này 100 gói luôn. Trà sâm Hàn Quốc này. Đây, hàng made in Korea nhá. Một hộp này là 100 gói cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy, hộp này là 100 gói như này. Hàng made in Korea này. Đấy, nguyên tem nguyên kiện đây, made in Korea này. Một hộp 100 gói luôn, hộp 100 gói như này. Đấy, hàng thì được chiết xuất từ sâm tự nhiên nhá. Hàng chiết xuất từ sâm tự nhiên, cực kỳ thơm luôn. Đấy, uống vào thì rất là tỉnh táo nhá. Uống vào rất tỉnh táo luôn. Đây các bác này. Đấy. Sâm tự nhiên này các bác này. Mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu nhá. Giá thì sẽ là 240.000 nhá. 240.000 cho một cái hộp hộp như này, bao gồm cho các bác là 100 gói luôn. Hộp này bao gồm 100 gói, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Đấy, một hộp này 100 gói. Lên mã giúp cho em đó là lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá, trà sâm. Đấy. Trà sâm này, giá của nó sẽ là 240k một hộp như này, bao gồm 100 gói, hàng của Hàn Quốc nhá, made in Korea. Đấy, made in Korea. Đây. Đấy, được chiết xuất từ sâm tự nhiên các bác này, chiết xuất từ sâm tự nhiên luôn. Cái này các bác có thể dùng để mình ăn trực tiếp này, hoặc là các bác pha ra nước uống, rất là tiện ích luôn. Giá sẽ là 240.000. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục cập nhật rất nhiều mã hàng mới để gửi tới các bác nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng các bác nhá. Sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái bộ ba tô nhá. Bộ ba tô như này. Đấy, ba cái tô như này. Kích thước của nó thì hàng này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức đây. Đấy, Winling hay hình người của Đức.
Các bác nhận được hàng hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Đấy, Winling hay hình người của Đức nhá. Kích thước của nó thì con to nhất này của nó thì nó sẽ vào khoảng là trên 20 cm, và con nhỏ nhất này thì nó sẽ vào khoảng là trên 10 cm. Thì em sẽ đo cái kích thước thực tế cho các bác xem luôn. Đó, đây. Đấy, con to nhất của nó là 22 nhá, 22.5. Đó, và con nhỏ nhất của nó thì là 16.5. Đó, thì đây là cái kích thước của nó này. Đấy. Con này của nó thì dung tích của nó, con to nhất này sẽ là 1.8 lít này. Con to nhất này của nó sẽ là 1.8 lít nhá. Con nhỡ này thì sẽ là 1.2 lít và con nhỏ này thì sẽ là 700 nhá, 700. Đó. Một cái bộ ba tô inox như này. Các bác có thể dùng để mình ăn cỗ, ăn bàn hoặc công việc, nói chung là đình đám hoặc là cỗ bàn. Thương hiệu Winling của Đức, thép không gỉ nhá. Đó. À, giá sẽ là 90k thôi, 90k cho một cái bộ ba tô như này. Tính ra bình quân là vào có 30.000 trong cái tô này thôi. Bền vĩnh cửu luôn, bằng inox như này các bác ăn cơm ăn nước, dùng đồ đàn rất là lịch sự luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ môi thìa nhá. Các bác lên cho em là bộ môi thìa như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 65.000 thôi. 65k trong cái bộ môi thìa như này nhá. Giá sẽ là 65k. Đó. Lên cho em là bộ môi thìa nhá, bộ môi thìa. Đấy. Bộ lên cho em là môi xẻng đi, môi xẻng nhá. Lên cho em là môi xẻng này, đó. Môi xẻng cho nó ấn tượng, môi xẻng giá sẽ là 65k. Đấy. Lên. Hả? Không, như cái này nó là cả bộ mà. Lên theo là bộ môi xẻng nhá, giá sẽ là 65.000 thì nó sẽ là một cái môi to này, một cái xẻng này và hai cái môi nhỏ, trong đó có một cái môi lỗ và một cái nạo nữa, Đấy, combo cho các bác như này. Hàng thì cũng khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Cái này em cũng không tiện bóc ra thì nó sẽ bị rời ra, cho nên là đây, nó combo cả bộ như này thôi. Đấy, thì em cũng đo thực tế luôn các bác này. Đấy. Thì cái xẻng này của nó dài là 34 cm. Cái môi to này của nó cũng là dài 33 cm. Cái môi nhỏ này thì là 20 nhá, môi nhỏ 20. Đấy, đường kính của môi nhỏ là 6, còn đường kính của môi to là 10 nhá. Đường kính của môi to là 10. Và một cái dao kèm nạo, kèm khui bia đánh vẩy cá thứ ok luôn. Combo cho các bác là 1 2 3 4 5 món. 5 món mà giá 65.000, giá không thể tin nổi luôn. Hàng thì rất dày dẫn chắc chắn nhá. Hàng dày dẫn chắc chắn lắm các bạn. Đấy, dày dẫn chắc chắn. Thì combo cho các bác như này. Lên mã giúp cho em đó là bộ môi xẻng, giá sẽ là 65.000 nhá. 65.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp vít nhá. Các bác lên cho em là hộp vít nhá. Đấy. Thì em gọi nó là hộp vít thôi, chứ còn combo của nó là khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là đầy đủ cho các bác luôn. Bao gồm cho các bác là một cái cà lê này, một cái búa này. Búa cán của nó là bằng thép có bọc nhựa này, Đấy. Một cái thước rút này. Đấy, con này thước rút của nó sẽ là 2 mét này. Đấy. Tiếp theo nó sẽ là một cái kìm này. Đây. Một cái kìm các bác này. Đấy, một cái kìm như này. Một con kìm như này nữa. Tiếp theo của nó sẽ có cho các bác là một con bút điện này, một con bút thử điện này. Đấy. Một con dao dọc giấy này. Đấy, một bút thử điện, một dao dọc giấy này. Một cái bộ vít bao gồm là 3 cây này, 2 cây múi và một cây dẹt này. Đấy, một bộ vít 3 cây này. Và một cái bộ lục giác này, một cái bộ lục giác như này. Đấy. Combo cho các bác một cái bộ đồ nghề đẹp như này, đựng trong một cái hộp như này. Đấy, đựng trong một hộp như này. Thì các bác lên cho em là bộ đồ nghề đi, bộ đồ nghề, tại vì bên em cũng không có cái bộ đồ nghề nào cả. Lên cho em là bộ đồ nghề như này. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 100 cành tròn thôi. Giá cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy, giá sẽ là 100k trong cái bộ đồ nghề như này. Giá rất hợp lý luôn nhá. Lên mã giúp cho em là bộ đồ nghề. Giá chỉ có 100.000 cho bộ đồ nghề này thôi. Đựng trong cái hộp rất là xịn sò như này. Các bác có thể mua để về mình sử dụng, nó cũng rất là tiện ích, hoặc là dùng để làm quà cũng được. Đấy, bộ đồ nghề giá 100k nhé. Bộ đồ nghề 100k. Lên cho em là bộ đồ nghề nhé. Bộ đồ nghề. Đấy, bộ đồ nghề giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo bếp vàng nhé. Thép SK5, hàng của Nhật đây, Japan này. Con này thì siêu sắc bén luôn. Bên shop bán thì giá siêu rẻ luôn. Giá siêu rẻ luôn các bác nhá. Đó. Hàng siêu sắc bén luôn, thép SK5 không gỉ này. Hàng của Nhật, Japan đây. Lên mã giúp cho em đó là kéo bếp vàng nhá. Kéo bếp vàng. Bán lẻ thì giá của nó sẽ là 30k, 25.000 một chiếc nhá. Kéo bếp vàng 25k một chiếc.
30.000 một cái nhá. Đấy, lên cho em là kéo với vàng 30k một cái và mua từ 4 cái thì sẽ là bằng 100k nhá. Đấy. Combo 4 cái 100.000. 4 cái 100.000 còn mua lẻ thì là 30.000 một cái. Mua lẻ 30.000 một cái còn mua combo thì sẽ là 4 cái 100.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái miếng dán ngải cứu nhá, miếng dán ngải cứu. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 12 miếng thì giúp cho các bác là thải độc bàn chân này. À, giúp cho các bác là chuyên trị đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau các xương khớp này, vai này, gáy cổ này, đấy khớp gối này, là các bác bôi vào cho em là ok hết nhá. Đấy. Giá của nó sẽ là 20k cho một hộp như này và mua năng tặng mua 5 tặng 1 nhá. 20.000 một hộp như này và mua năng tặng 1. Đấy. Lên cho em là dán ngải cứu nhá. Dán ngải cứu. 20k trên một hộp như này bao gồm 12 miếng và mua 5 thì sẽ là được tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái Eto này. Eto hàng của Nhật nhá, hàng thương hiệu Asahi của Nhật như này. Hàng mới tinh nguyên đai nguyên kiện, bên em thanh lý được trong các hệ thống siêu thị nhá. Eto, hàng của Nhật như này, Asahi. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, hàng Asahi này, tem chìm luôn. Tem chìm như này các bác này. Đấy, Asahi dập chìm luôn. Và con này của nó thì độ mở của nó rất là tốt luôn, độ mở của nó rất là tốt luôn. Thì các bác có thể dùng để mình gọi là đa di năng luôn nhá, đa di năng luôn. Đấy, mở của nó rất là tốt luôn. Đấy. Thì các bác dùng để mình kẹp đồ, kẹp biếc các thứ rất là ok. Lên mã giúp cho em là Eto kẹp nhá, hàng thương hiệu Asahi. Giá của nó sẽ là 180k cho một con Eto kẹp như này, 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cân cân 10 của Đức nhá. Con này thì nó sẽ là cân được 10 cân. Giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? 130.000 nhá, 130.000 thôi. Giá cực tốt cho bác luôn. Đấy. Ở đây thì nó sẽ sử dụng hai quả pin con thỏ nhỏ thì về nhà các bác mua pin về các bác lắp vào cho em. Giá này thì bên em bán là không có kèm pin đâu. Đấy, lên cho em là cân 10 nhá. Cân 10, giá sẽ là 130k. Đấy, các bác về các bác cân đồ đàn trong bếp. Cái mặt này của nó là bằng inox nhá, inox sáng bóng. Đây nó đang dán một cái lớp chống xước. Về nhà các bác bóc vào cho em là nó sẽ mới tinh luôn. Đấy, cân được tổng là 10 cân, lên cho em là cân 10. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái vòng trầm đeo tay nhá. Các bác lên cho em lên cho em là vòng trầm đeo tay, một con vòng trầm rất là đẹp như này. Hàng thì chất liệu của nó là bằng gỗ trầm tự nhiên nhá, hàng gỗ trầm tự nhiên, siêu thơm cho các bác luôn. Đó, siêu thơm cho các bác luôn. Cầm cả cái vòng huyết áp này. Đấy thì đây nó sẽ là một con vòng trầm gỗ này, vòng trầm gỗ. Thì các bác lên cho em con này nó sẽ là vòng trầm đeo tay nhá. Vòng trầm đeo tay, giá của nó sẽ là 90k nhá. Đấy, lên cho em là vòng trầm đeo tay này. Đấy, vòng trầm đeo tay. Giá sẽ là 90k cho một con vòng trầm đeo tay như này, 90.000 cho một con vòng trầm đeo tay như này. Đấy. Chất liệu của nó thì bằng gỗ trầm tự nhiên. Mùi gỗ rất là thơm nhá, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòng trầm gỗ nhá. Đấy, vòng trầm gỗ. Con kia là vòng trầm đeo tay, còn con này thì vòng trầm gỗ. Con vòng trầm gỗ này nó sẽ là một cái dòng vòng trầm đa di năng, các bác có thể đeo bằng tay này. Đấy, đeo vào tay này. Đấy, hoặc là các bác đeo cổ đều được nhá. Ở đây thì nó sẽ cho các bác là một cái đài sen như này. Đấy, một cái đài sen rất là đẹp như này và có 108 hạt trầm. Đấy. Thì ở đây thì các bác lên cho em là vòng trầm hộp nhá, vòng trầm hộp. Nó có hộp như này. Đấy, còn con kia thì nó sẽ là vòng trầm đeo tay. Còn con này thì các bác lên cho em là vòng trầm hộp nhá. Vòng trầm hộp giá thì cực kỳ ưu đãi cho bác luôn, chỉ có cho các bác là đi bao nhiêu? Lên cho em là vòng trầm hộp giá sẽ là 50.000 nhá. Vòng trầm hộp này, đựng trong cái hộp như này. Giá thì chỉ có 50k thôi nhá. 50k trong cái vòng trầm hộp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Đây nó sẽ là một con vòng vàng như này. Đấy, giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Ở đây thì nó sẽ có các cái hạt nam châm từ trường này. Có các cái hạt nam châm từ trường thì giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Ở đây thì nó sẽ là vừa chức năng là vừa là trang trí nhá. Vừa là đề co trang trí này, vừa là các bác dùng để đeo để giúp cho các bác là điều hòa huyết áp rất là tốt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000, lên cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Vòng vàng điều hòa huyết áp. Giá sẽ là vòng vàng điều hòa huyết áp, giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thìa bạc này. Đấy, bao nhiêu tiền cái? Cái thìa bạc rất là đẹp như này. Đó. Con này thì dài của nó vào khoảng là 20 cm nhá. Bao nhiêu một chục?
bán lẻ thì sẽ là 10.000 cho một chiếc nha thôi nhá. 10.000 cho một chiếc thìa bạc như này. Rất đẹp luôn, chất liệu inox 304 dày dẫn chắc chắn, vũng to, các bác có thể dùng ăn cháo ăn cơm hoặc là dùng cho trẻ em cũng rất là ok luôn, người già trẻ em ok. Đó, rất đẹp, rất xịn sò luôn. Dày dẫn chắc chắn, đẹp, inox 304. Bán lẻ sẽ là 10k trên một cái nhá. 10k trên một cái. Lên cho em là thìa bạc, còn mua cả chục thì giá sẽ là 80.000 thôi. 80.000 cho một chục thìa bạc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái thắt lưng cái này là cái gì? Thắt lưng thập cẩm nhá, lên mã giúp cho em là thắt lưng thập cẩm. Thì bên shop về nó sẽ đủ các loại mặt như này. Đủ các loại mặt như này các bác này. Đấy, nó đủ các loại mặt như này luôn, thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Mặt thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác nhá. Đấy, mặt thì đều là mặt tráng gương đẹp hết. Mặt đúc liền tráng gương. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Lên cho em là thắt lưng thập cẩm nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác chỉ có 50k cho một con thắt lưng thập cẩm như này thôi. Đấy, 50.000 một chiếc nhá. 50.000 một chiếc. Đây các bác này. Chất da của nó thì siêu mềm luôn, và mặt dạng mặt đúc liền, và mặt của nó là lẫy, của nó là lẫy trượt nhá. Lẫy trượt cho nên là rất là dễ dùng các bạn. Đấy, rất là dễ dùng luôn. Đây. Đấy. Quá kiếp của nó rất là ngon lành. Lên cho em là thắt lưng thập cẩm nhá. Đủ các mẫu mã cho các bác luôn. Đó, và bên em sẽ gửi ngẫu nhiên. Chỉ có 50k cho một con như này thôi. Bên em thanh lý được giá rất là tốt luôn. Đấy, các bác nghe cái tiếng khóa nó kêu này. Đấy. Nghe cái tiếng khóa nó kêu là các bác chất lượng rồi. Đây, chất da của nó thì siêu mềm luôn các bác này. Chất da của nó rất là mềm thì dùng nó rất là thích luôn. Lên cho em là thắt lưng thập cẩm nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi, không thể tin nổi luôn nhá. Thắt lưng thập cẩm, giá sẽ là 50k. Thắt lưng thập cẩm này, đó. Thắt lưng thập cẩm, giá của nó sẽ là 50k cho một chiếc nhá. 50.000 cho chiếc thắt lưng thập cẩm thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái vòng đá nhá. Đây, một cái vòng đá rất là đẹp như này. Giá sẽ là 35.000 cho một cái vòng đá như này các bác này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vòng đá nhá. Giá sẽ là 35k cho một chiếc vòng đá như này. 35k một chiếc vòng đá. Con này thì rất đẹp cho các bác sử dụng luôn, rất đẹp nhá. Và cái giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Chỉ có 35.000 cho một chiếc vòng đá như này. Lên mã cho em là vòng đá. Rồi ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái chuông cửa nhá. Cái này để các bác dán ra ngoài cửa nhà mình, có khách đến thì là nó sẽ kêu, và nó đơn giản vậy thôi. Các bác cắm cái cục chuông này vào nguồn điện ở trong nhà mình, và các bác cắm cái này thì các bác dán ra ngoài cổng cho em. Có khách đến là họ bấm chuông, thì bên em gọi nó là chuông cửa. Giá sẽ là bao nhiêu? Chuông cổng nhá, lên cho em là chuông cổng, 145.000. Đó, chuông cổng. Giá của nó sẽ là 145k trong con chuông cổng như này. Đấy, 145.000 trong con chuông cổng như này. Đây, em sẽ test sản phẩm cho các bác xem luôn. Nó cũng khá là tiện ích luôn nhá. Lên cho em là chuông cổng đây. Các bác chỉ cần là cắm cái chuông này vào điện cho em này. Đấy, đây nhá. Ở đây thì nó sẽ có sẵn pin điếc cho các bác hết rồi. Đây, chuông này cắm vào trong nhà này. Đấy, sau đó thì bên ngoài mình bấm thôi. Đấy. Đấy, các bác thấy không? Cái này gọi là chuông cổng các bác nhá. Đó. Đấy, rất tiện luôn các bác nhá. Giá sẽ là 145.000. Thì các bác cứ cái chuông này thì mình cắm vào trong nhà. Chuông này thì mình cắm vào trong điện lưới trong nhà thôi em. Còn cái nút bấm này thì các bác dán ở ngoài cổng nhá. Đấy, nó sẽ có sẵn miếng dán cho bác luôn. Đây, sẽ có sẵn miếng dán như này, các bác cứ dán ở ngoài cổng kia. Hoặc là bác nào thích bắt vít thì nó có cả lẫy cho cả ốc bắt vít đây. Giá sẽ là 145.000 nhá. Lên cho em là chuông cổng 145.000. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship. Và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm hàng của Hàn Quốc nhá, Made in Korea này. Made in Korea, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Một hộp này của nó là 100 gói nhá. Đấy, 3g nhân với lại 100 gói. Hàng này thì nó sẽ là hàng trà sâm của Hàn Quốc nhá. Trà sâm của Hàn Quốc, một hộp này sẽ là 100 gói các bác. Một hộp này là 100 gói luôn, 100 gói và giá sẽ là 240.000 nhá. 240.000 cho một hộp này. 240.000 cho hộp này, và một hộp này là 100 gói, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đây là cái dòng trà sâm cô đặc các bác nhá. Đấy, trà sâm cô đặc như này đây các bác này. Đấy, đây nó sẽ là dạng trà sâm cô đặc như này. Thì cái này các bác dùng rất là thích luôn. Đấy. Ví dụ các bác đi tàu đi xe này, hay bị say tàu say xe, hoặc là các bác mà bị yếu này, mệt này, đi làm về vất vả này, các bác cứ hòa ra cho em một gói này. Đấy, hòa ra cho em một gói này mình uống theo nước này, hoặc là các bác có thể dùng mình ăn trực tiếp luôn. Các bác lái xe, đấy, đi tàu xe, đấy. Thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, rất là thích luôn.
hương vị sâm của Hàn Quốc nhá. Đấy, sâm của Hàn Quốc đây. Đấy. Korea các bạn ơi. Đấy Korea, hàng của Hàn Quốc nhá. Made in Korea Hàn Hoa nhá. Hàng chính hãng của Hàn Quốc luôn. Các bác yên tâm sử dụng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 240.000. Lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá. Trà sâm này. Đấy. Trà sâm, giá của nó sẽ là 240.000 cho một hộp này nhá. 240.000 cho một hộp này. Và bên em bao ship tận nhà cho bác luôn. Korea này, Hàn Quốc này. Đó, Hàn Quốc. Made in Korea nhá. Đây, Made in Korea đây. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Một hộp này là sẽ là 100 gói nhá. Một hộp này 100 gói, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Thoải mái cho bác sử dụng luôn đây. Made in Korea này. Một hộp này của nó là 100 gói, tem chống hàng giả riếc đàng hoàng các bác nhá. Các bác yên tâm sử dụng. Đó, rất chất lượng cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá. Trà sâm, giá sẽ là 240.000. 240.000 cho một hộp 100 gói trà sâm như này. Đấy, đây các bác này. Đấy. Rất ngon lành cho các bác luôn. Đó, trà sâm nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ cơ La Mã nhá. Đây nó sẽ là cơ màu vàng như này và số La Mã rất là đẹp luôn. Con này 100% là lộ cơ nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 470.000. 470.000 cho một con đồng hồ cơ như này. 470.000 thôi các bác nhá. Cái này thì bên em lên nhiều video rồi, em lên nhanh thôi. Đồng hồ cơ La Mã 470.000, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác con đồng hồ cơ, con này là bao nhiêu? Đồng hồ cơ 66 nhá. Đồng hồ cơ 66. Con này thì giá sẽ là 400.000 nhá. 400.000 cho con đồng hồ cơ 66 như này. Các bác lên cho em là đồng hồ cơ 66, giá sẽ là 400.000. Đều là hàng lộ cơ hết nhá. Hàng lộ cơ siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy, con này thì sẽ là 400.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái keo vá tường nhá. Các cái phần tường của nhà mình mà bị bong chốc nứt nở này. Đấy thì các bác dùng cái này cho em. Mình bôi lên các cái bề mặt mà bị bong chốc nứt nở các bác này. Đấy. Vòng trông nước nở thấm rột các bác bôi lên kia, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 40.000 thôi. Đây các bác này. Đấy. Ví dụ như cái này nó đang bị trẻ con nó vẽ bậy lên này. Đấy các bác chỉ cần tô lên này cho em thôi. Đấy là nó sẽ cùng màu luôn nhá, cùng màu với màu tường nhà mình luôn. Rất đẹp, rất sạch sẽ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác mã sản phẩm đó là cái bình voi nhá. Đây. Con bình voi như này. Đấy. Bên shop về thì nó sẽ là một con bình voi rất là đẹp như này các bác này. Đấy, một con bình voi rất là đẹp như này. Giá sẽ là 160.000 cho con bình voi này nhá. Con này thì nó sẽ có sẵn ống hút cho các bác luôn, có ống hút và ống hút tự động bật lên luôn. Đấy các bác chỉ cần lắp cái đầu ống hút đi vào cho em này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có hai đầu nhá. Một đầu cứng như này và một đầu mềm. Cái đầu mềm này thì các bác cho xuống dưới đáy nha. Đầu mềm này cho xuống dưới đáy này. Đấy là nó sẽ đẩy lên. Đấy các bác đẩy nắp vào này cho em này. Đấy, và khi nào các bác bật ra này. Đấy, bật ra này. Đấy các bác bật ra là nó sẽ hút được thôi. Đó, rất tiện ích luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000. Lên mã giúp cho em là bình voi nhá. Bình voi 160.000. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1,3 lít nhá. 1,3 lít 160.000 cho con bình voi như này. Quai sách xích xiếc rất là tiện, các bác có thể dùng để đi học đi làm này. Đấy, và ưu điểm của con này là các bác không cần phải mở nắp nhá, không cần phải mở nắp, mình chỉ cần bật ra như này là mình uống được luôn, nó rất là tiện nhá. 160.000. Tiếp theo thì các bác lên xem là cái băng dính trong hai mặt nhé. Băng dính trong hai mặt. Cái này các bác có thể dùng để mình dính ổ điện này, hoặc là dính các cái thiết bị khác đều ok hết nhé. Dính ổ điện, dính thiết bị được. Mình dính rất là đa tính năng luôn. Và nó khá là dính nhá. Đây, độ bám dính của nó rất là tốt này. Đấy, hai mặt luôn. Các bác bóc ra mình dính đây. Đấy, mình dính ổ điện này hoặc là dính các cái vật thể khác đều ok hết nhá. Đều ok hết. Kể cả các bác dính dưới nước cũng ok luôn. Đây, đấy, rất là dính này. Độ bám dính của nó rất là tốt luôn các bác thấy không? Đó. Lên thì là băng dính trong hai mặt, giá thanh lý cho bác cái giá đó là 20.000 một quận này thôi nhá. 20.000 cho một quận băng dính trong hai mặt này. Giá thanh lý cực tốt cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là khò ga nhá, khò ga. Các bác lên cho em là khò ga trắng nhá, khò ga trắng. Đấy. Con này thì giá thanh lý cho các bác chỉ còn 40.000 thôi. 40.000 cho một con khò ga trắng như này nhá. 40.000 cho một con khò ga trắng như này. Lên mã cho em là khò ga trắng này, đánh lửa tự động nhá, đánh lửa tự động. 40.000 cho con khò ga trắng như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao nhá. Đây, dao thì con này nó sẽ là một con dao gọt này, con dao gọt. Con này thì siêu bén cho các bác luôn, dao gọt siêu bén luôn. Đấy, Asaka Japan này. Con này thì giá sẽ là 40.000 nhá, 40.000. Chiều dài khoảng 20cm và rất là sắc luôn. Hàng của Nhật nhá. Đấy, giá của nó sẽ là, con này thì các bác lên cho em là dao gọt nhá. Đấy, dao gọt gỗ nhá, gọt gỗ. Đấy, gọt gỗ. Giá của nó sẽ là 40.000 cho con dao gọt gỗ như này. Con này thì các bác lên cho em là thái gỗ nhá. Đấy, thái gỗ. Thái gỗ giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho con thái gỗ. Thái gỗ 80.000.
Đấy, 80.000 con dao Nhật cực kỳ sắc bén như này, các bác yên tâm sử dụng thôi. Rất là sắc các bạn. Đấy, rất sắc luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy, con này thì nó vừa là đèn ngủ vừa có chức năng đuổi muỗi luôn, vừa đèn ngủ vừa có chức năng đuổi muỗi luôn. Đấy, vừa đèn ngủ vừa có chức năng đuổi muỗi luôn. Các bác chỉ cần cắm vào cho em là xong. Đó. Vừa đèn ngủ vừa chức năng đuổi muỗi lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi. Giá của nó sẽ là 45k nhá, 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chị hắc lào long ben nhá. Đấy, cái này chuyên trị hắc lào long ben, nấm ngứa, kẽ chân tay, hắc lào long ben, nấm ngứa, kẽ chân tay các bác bôi vào đều khỏi hết nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 20.000 thôi. 20k cho một cái hộp hắc lào long ben như này nhá. Lên cho em là hắc lào long ben. Giá sẽ là 20k cho một típ như này, 20.000 cho một típ như này. Đấy, và tiếp theo thì cái bộ bộ nồi 5 món này. Đấy, bộ nồi 5 món như này, giá sẽ là 140.000. 140.000 cho cái bộ nồi 5 món này các bác này. Đấy, 140k nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là nồi nào vung đấy các bác, nồi nào vung đấy. Đây, bộ nồi 5 món nhá. Độ dày của nó thì vừa phải thôi, nhưng mà nó sẽ là đầy đủ combo nồi nào vung đấy các bác. Nồi nào vung đấy thì các bác dùng rất là tiện. Để mình chế biến đồ ăn đồ uống không dùng nữa thì mình lại chồng vào nhau mình bỏ vào tủ lạnh nhá. Chồng vào nhau mình bỏ vào tủ lạnh cho. Rất là tiện luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. 140.000 cho một cái bộ nồi 5 món như này, bao gồm cho các bác là 5 chiếc luôn. 5 chiếc có vung đậy như này. Các bác có thể đều chồng với nhau. Đấy, hoặc là để vào nhau luôn. Gia đình có cỗ có bàn các bác dùng rất là tiện luôn nhá. Đấy, bộ nồi 5 món như này. Đấy, giá thì sẽ là 140.000 nhá. Bộ nồi 5 món 140k. Kích thước của nó thì sẽ là 16, 18, 20, 22, 24 thôi nhá. Đấy, to nhất là 24 và nhỏ nhất là 16 các bác nhá. Rồi, ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy đuổi chuột nhá. Đây, máy đuổi chuột này. Con này thì đuổi chuột, ruồi, muỗi, kiến, gián đều được hết nhưng nó sẽ thiên về đuổi chuột nhiều hơn. Đây. Đấy, chuột, ruồi, muỗi, kiến, gián đều ok hết nhá. Đó. Giá sẽ là 35k cho một chiếc như này. 35k một chiếc như này. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào điện cho em là ok thôi. Cắm vào điện cho em là ok. Lên cho em là máy đuổi chuột nhá. Máy đuổi chuột này. Máy đuổi chuột giá sẽ là 35k một chiếc thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Và côn trùng thông minh, tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m², là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến, gián, muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomas xin kính chào quý anh chị ạ. Trên tay em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m², là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến, gián, muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 35.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cam mô hình nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con cam mô hình như này. Có cả điều khiển, cả ốc vít đai các bác đầy đủ luôn. Con này thì giá của nó chỉ có cho các bác là 100.000 cho con cam mô hình như này thôi. Đấy, nó sẽ là camera nhưng mà nó sẽ là giả cam thôi và nó sẽ là đèn nhá. Đèn năng lượng mặt trời như này rất sáng luôn. Ở đây thì nó sẽ là dòng cảm biến nhá. Ban đêm thì nó sẽ sáng các bác này. Đấy, ban đêm thì sáng. Có 3 chế độ, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Đó, và ban đêm thì nó sẽ sáng nha, ban ngày nó tự tắt này. Đây. Đấy, em che đi thì nó sẽ sáng các bác này. Đấy, rất tiện luôn. Giá thì chỉ có cho bác là 100k thôi. Nên mã giúp cho em đó là đèn cam mô hình nhá. Cam mô hình thì con này rất tiện, các bác vừa dùng để làm cam để dọa trộm này. Đấy, vừa các bác dùng để lấy ánh sáng luôn mà không mất một đồng tiền điện nào. Giá thì chỉ có 100k thôi, có cả điều khiển như hẳn hoi luôn. Cam mô hình nhá. Đấy, cam mô hình. Giá sẽ là 100k nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, đây nó sẽ làm con bàn làm rất là tiện. Các bác có thể mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi phượt, đi công tác đều ok hết nhá. Về nhà thì các bác cho nước vào cái quai này cho em này. Đấy, đây là cái quai này. Các bác cho nước vào đây cho em để mình dùng này. Đấy. Và các bác có thể mang đi học, đi làm, đi du lịch nhá. Đấy, và đây là cái công tắc của nó này để điều khiển độ nóng này, mâm cực dày luôn và có cả hơi nước, bóp vào đây là sẽ ra hơi này.
bàn là hơi nước mini nhá, 135.000 một chiếc, giá cực kỳ ưu đãi cho bác luôn, giá chỉ có 135k thôi. Các bác dùng để mang đi học, đi làm, đi du lịch hoặc là dùng ở nhà cũng ok. Bàn là hơi nước mini, giá sẽ là 135k nhá, 135k bàn là hơi nước mini. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn, các bác lên mã giúp cho em đó là. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mẫu đèn, đó là đèn 20 nhá, giá sẽ là 110.000. Đây. Đấy, sẽ kèm cho các bác một cục pin hãng như này. Đấy, thân của nó bằng nhôm và có zoom này các bác này. Đèn 20, con này thì chiều dài của nó thì vào khoảng là trên 20 cm một chút thì em gọi là đèn 20. Có cả cái phần này để các bác lắp pin tiểu cũng được. Đấy, hoặc các bác dùng trực tiếp như này nhá. Đấy. Khi các bác sử dụng thì các bác chỉ cần là lắp pin vào cho em, lắp đúng chiều nhá. Nếu các bác lắp sai chiều thì đảo chiều đi cho em. Và xoáy thật chặt vào thì nó mới kết nối nguồn các bác nhá. Đấy, xoáy thật chặt vào thì nó mới ăn chân pin. Đó. Thì khi các bác lắp như này thì em lắp này là sai chiều pin này thì các bác lại xoáy ngược lại cho em, đảo chiều pin này cho em. Thân của nó thì bằng nhôm nhá, thân bằng nhôm hết, chiều dài là 20 cm, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác và ngon lành, rất dễ sử dụng luôn. Chỉ cần lắp vào là xong. Đó, rất tiện ích. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Chỉ có là 110.000 thôi. Đây. Đấy, đèn rất sáng các bác này. Đấy, và có thể điều chỉnh pha như này các bác này. Đấy, rất sáng luôn, các bác thấy không? Đó. Đây. Pha của nó có thể điều chỉnh như này và pha rất là rọi luôn các bác này. Đây. Ban ngày mà pha còn như này thì các bác biết rồi này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, và có thể zoom điều chỉnh ở đây nhá. Đấy, có thể phóng to thu nhỏ ở đây. Rất là tiện luôn, các bác thấy không? Đó, rất tiện nhá. Đấy, cái đầu này rút vào phát phóng to thu nhỏ được luôn. Chiều dài của nó là 20 cm. Đấy, tầm 20 hơn 20 cm một chút. Đây. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy, có báo pin luôn các bác này. Rất tiện luôn. Đây, và có kèm thêm một cáp sạc nữa. Giá thì chỉ có cho bác là 110.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20 nhá. Giá sẽ là 110k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20 này. Đèn 20, giá sẽ là 110k. 110.000 cho con đèn 20 này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn nhá. Hôm nay thì bên em về một số cái đồ lính Mỹ này. Đấy. Đầu tiên thì em lên cho bác cái mũ lưới nhá. Đây là con mũ rất là đẹp luôn, hàng USA của Mỹ này. Đấy, USA American các bác nhá. Đây, đây. Đập cho bác xem này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đập thoải mái luôn nhá. Đập thẳng tay luôn này các bác này. Đấy. Thẳng cánh và phang các bác. Đấy, thấy chưa? Đó, đập như này mà không hề ấn gì được, các bác yên tâm sử dụng rồi nhá. Chống va đập cực kỳ là tốt luôn. Bên trong này thì nó sẽ có đai như này các bác này. Đây, thắt vào này, rất là ngon luôn. Đó, rất ngon nhá. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái phần lưới dù như này. Thì khi bác đội nó sẽ không chạm đầu, rất là ngon luôn. Chất liệu thì có về bàn này các bác này. Có về bàn luôn, các bác thấy không? Đập không hề có một vết xước luôn nhá. Và các bác về các bác đan cái lưới này vào cho em này. Đấy. Có cái lẻ nó không? Về nhà các bác đan cái lưới này vào cho em. Đấy, nếu mình thích cần dùng lưới thì mình đan lưới vào, không có thì mình không dùng lưới thì thôi. Đấy, còn các bác dùng lưới thì mình chụp cái lưới này vào cho em, rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em là mũ lưới, giá sẽ là 150.000. Đây. Đấy, các bác có thể chụp cái phần lưới này vào này. Đấy. Con này thì các bác đội đi xe máy trước cũng rất là an toàn luôn. Đấy, đội xe máy rất an toàn luôn nhá. Đấy. Thì mình đội thì đây, cái lưới này nó sẽ là cái dòng lưới ngụy trang như này, rất là tiện ích này. Về nhà các bác dàn đều ra cho em. Đấy, sau đó thì mình đội vào này, rất là đẹp luôn. Vừa chống xước vừa là cái lưới ngụy trang như này. Các bác muốn dùng lưới thì dùng mà không dùng thì thôi. Lên mã giúp cho em là mũ lưới nhá. Giá sẽ là 150.000 cho một con mũ lưới như này. Đó, giá rất hợp lý luôn. Cảm ơn cái kéo cui bia ra đây. Tiếp theo thì bên shop về cho bác hai cái mẫu kéo này. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là một cái dòng kéo bếp vàng như này. Con này thì hôm nay sẽ là về cho các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Đó. 30k cho một chiếc này thôi nhá. Giá thanh lý cho bác chỉ có 30.000 cho một chiếc này thôi. Và sẽ là thanh lý giá tốt là 100.000 bốn cái luôn. Đấy, mua lẻ sẽ là 30.000 một chiếc, còn bác nào mua từ 4 cái trở lên giá chỉ có 100.000 cho bốn cái thôi. Các bác có thể mua cho gia đình và mua cho đại gia đình nhà mình nhá. Mua rồi tặng người nọ người kia rồi mua về để dùng dần. 100.000 cho bốn chiếc kéo bếp vàng như này, hàng nội địa của Nhật này, thép SK50 gì này. Đấy, cắt gà, cắt cá rất là ngon luôn, cắt nem rồi, nói chung là dùng đa chức năng được luôn. Lên mã giúp cho em đó là kéo bếp vàng nhá. Đấy, kéo bếp vàng. Con này thì các bác lên xem là kéo bếp vàng này. Đấy, kéo bếp vàng. Kéo bếp vàng này, cái giá thì cực kỳ là ưu đãi, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng rồi. Kéo bếp vàng nhá. Đấy, kéo bếp vàng. Kéo bếp vàng giá của nó sẽ là 30k trên một chiếc và mua lẻ. Còn mua combo thì sẽ là 100k nhá. 100k là bằng 4 cái luôn, 100.000 bốn cái nhá. Giá giảm sốc thanh lý cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái kéo khui bia nhá. Con này thì nó sẽ là hàng đa chức năng, dày dẫn hơn, chắc chắn hơn. Các bác dùng để mình khui bia này, mở nắp chai này rồi kẹp cua ghẹ đa chức năng luôn. Hàng rất bén quá nhá, rất bén luôn này, thấy không? Đó, rất bén luôn.
cũng hàng của Nhật, Japan đây. Con này thì nó sẽ dày dẫn hơn, chắc chắn hơn. Có khui bia, có mở nếp chai, có đánh vảy cá, có kẹp cua ghẹ, có phần khuyết để cắt gà. Đây là một con kéo khui bia đa di năng luôn. Đấy, các bạn lên cho em là kéo khui bia nhá, kéo khui bia. Đấy, chuyên dùng để khui bia này, mở nắp chai này, cắt gà, cắt cá, kẹp cua ghẹ đều ok hết nhá. Kéo khui bia, giá sẽ là 70.000 trong con kéo khui bia như này. Lên cho em là kéo khui bia, cũng là hàng nội địa của Nhật luôn. Kéo khui bia, giá của nó sẽ là 70k nhá, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm, đó là cái cổ điện trắng này, cổ điện trắng. Con này thì nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 5 6 7 ổ cắm này, có công tắc đóng ngắt này, có đèn báo và có hai chân USB như này, dây dài khoảng 2 mét nhá. Lên mã giúp cho em nó là ổ điện trắng, giá sẽ là 60k nhá, 60k. Lên cho em là ổ trắng này, ổ trắng. Giá của nó sẽ là 60.000 cho con ổ trắng như này. 60k thôi. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Giá thanh lý rất tốt cho các bác nhá. 1 2 3 4 5 6 7 7 ổ cắm, hai chân USB, có đèn báo, có công tắc đóng ngắt đàng hoàng. Giá chỉ có 60.000 thôi, giá siêu tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm, đó là cái một cái mẫu chổi để các bác chuyên để rửa ô tô. Đấy. Lau rửa ô tô thì con này rất là tiện. Thường thì nhà bác nào cũng có xe ô tô, xe con. Đấy, thì dùng rất là tiện nhé. Các bác chỉ cần là đút vào đây cho em này. Đấy, rất tiện luôn này. Thì mình ô tô thì mình xịt nước vào, sau đó thì mình đưa xà bông vào là mình lau này. Đấy, lau chùi như này thì nó rất là tiện nhá. Nên mã giúp cho em đó là chổi rửa ô tô nhá. Chổi rửa ô tô. Giá thì sẽ là, lên mã giúp cho em là chổi rửa ô tô nhá. Giá của nó sẽ là 90k. Đó, 90k cho bọn em chổi rửa ô tô như này. Đấy, con này thì chuyên để các bác rửa ô tô này. Đấy, các bác thì mình chỉ cần là xịt nước lên cho xà bông vào đây này. Đấy, ở đây của nó là nó bằng da và nó máy hết nhá, thì các bác rửa không sợ bị xước xe nhá. Và cái phần này các bác chỉ cần gạt như này thôi, nó rất là nhanh, vừa rửa vừa lau khô được luôn, nó rất là nhanh nhá. À, cái này nó còn rút dài được thêm được khoảng 20 phân nữa các bác này. Đấy, đây các bác có thể rút vào xoáy ra như này. Đấy, rất là tiện này. Tiện chưa các bác ơi? Tổng chiều dài của nó thì sẽ là 1 gang này, 2 gang này, 3 gang, 4 gang. Nó vào khoảng là đi 8-90 cm nhá, 8-90 cm. Thì rất tiện luôn để chuyên cho các bác kỳ cọ rửa ô tô này. Các bác có thể rút ra như này, cho dài ra hoặc là mình xoáy vào. Đó thì rất là tiện. Lên cho em là chổi rửa ô tô, giá sẽ là 90k cho mấy em chổi rửa ô tô như này nhá. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái khóa đồng Đức nhá, khóa đồng Đức. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000, hàng của Đức, made in Germany đây. Bộ sản phẩm thì bao gồm 1 2 3 4 chìa. Chìa của nó là cái dòng chìa tròn nhá. Đấy, chìa tròn chống trộm. Nên các bác dùng cực kỳ an toàn luôn. Dòng này của nó thì nó sẽ là hàng đa di năng, chống trộm, chống cắt, chống ăn mòn các kiểu, con là điều luôn thôi nhá. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá cực kỳ tốt luôn, chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Lên mã giúp em là khóa Đức nhá, hàng made in Germany này. Đấy. Rất chất lượng cho các bác luôn, chống trộm chống cắt nhá. Đây nó có các cái phần bo kín như này cho nên là khóa thò vào cũng không cắt được này. Đấy, khi các bác khóa thì quay xem cái chìa này vào này. Đấy, quay cái chiều này vào phát là nó không thể chống cắt được này. Đấy, chống cắt rất là tốt luôn này. Và trộm là cái chìa này có nói là cái dòng chìa tròn như này cho nên là không làm giả được các bác nhá. Lên cho em là khóa Đức, giá sẽ là 130k nhá. 130k cho em khóa Đức này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn phễu này. Đấy. Dòng dây điện như mình. Cái đèn phễu như này giá sẽ là 90.000 cho một con đèn phễu như này. Con này thì siêu sáng luôn các nhá. Đấy, con này rất sáng luôn, có kèm cho các bác một cáp sạc và một cái dây như này. Một cáp sạc một dây như này nhá. Đấy, con này thì siêu sáng luôn. Giá thì chỉ có 90k thôi các bác. Đấy, rất sáng nhá. Sáng mạnh, sáng vừa này. Đấy, nhấp nháy này, đây. Đây ban ngày mà em dọi mà pha nó còn như này là các bác biết rồi. Đó, các bác thấy không? Rất là sáng luôn nha, điểm sáng của nó rất là lớn luôn. Ban ngày mà còn như này là các bác dọi ban đêm thì siêu sáng luôn. Đấy, rất là to nhá, có thể là gập lên gập xuống như này này, có báo pin và có sạc ra cho điện thoại này. Đấy, rất sáng luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá, đèn phễu. Giá thì chỉ có cho các bác là 90k cho một con đèn phễu này thôi. Đấy, đèn phễu, giá sẽ là 90k. Giá thanh lý cho các bác giá cực kỳ tốt luôn. Đèn phễu này. Nó hình như phễu. Giá sẽ là 90k nhá. Đấy, 90k. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đuôi lò xo nhá, đuôi lò xo. Con này bên shop đang bán là 35.000 một chiếc. Đợt này thanh lý cho các bác giá chỉ còn 30.000 trong cái đuôi lò xo này thôi. Lên cho em là đuôi lò xo giá sẽ là 30.000. Đây, cắm điện vào các bác cho bóng cho bánh vào đây. Đấy, bật công tắc lên là xong. Đấy, đuôi lò xo 30.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop có bán cho các bác cái bóng đèn 4 cánh mini này. Con này thì công suất của nó là 28W mà nó sáng giống như kiểu là bóng 80W nhá, rất là sáng luôn. Và giá thì cực kỳ là hợp lý nhá, chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. 40k cho một quả bóng như này. Đấy, bình thường các bác đi mua một quả bóng
mà sáng như này cũng phải mất 5-70 đến 100 nghìn đó, các bác thấy không, sáng trắng luôn các bác nhá, rất là sáng nhá. Thì các bác có thể dùng ở trong các cái không gian vừa phải thì rất là ok đấy, đầy đủ ánh sáng cho các bác luôn đó. Đây đây con này đấy, rất sáng luôn. Thì các bác lên cho em đó là đèn 4 cánh mini nhá, 4 cánh mini. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá một con đèn 4 cánh mini như này, giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 thôi. Đây, công suất của nó sẽ là 28W nhá, 28W các bác này, rất là sáng luôn. Đó, 4 cánh mini. Giá sẽ là 28W, giá sẽ là 40k nhá, 4 cánh mini 40.000. Đấy. Đuôi lò xo thì giá sẽ là 30k, vừa là lò xo ngắt nghéo này, vừa là có công tắc đóng ngắt luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm, đó là cái võng dù hàng của quân đội Nhật nhá. Con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, mình kéo cho anh. Đấy, con này thì chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là trên nó khoảng từ 2 m đến trên 2 m nhá. Đấy, từ 1m8 đến 2 m. Đây các bạn này. Đây. Đấy. Đây các bạn này, rất là rộng luôn. Đây các bạn thấy không? Đây, rất rộng như này nhá. Rất rộng luôn các bạn này. Đó. Cái chiều ngang này của nó thì được khoảng 80 90 cm. Chiều dài của võng thì nếu mà tính từ đầu này đến đầu kia thì nó vào khoảng là trên 2 m. Có sẵn dây đeo cho các bác như này luôn. Đấy, có sẵn dây đeo như này thì các bác về có thể đeo lên cây cối này, hoặc là sử dụng khác rất là tiện luôn. Võng dù thì giá sẽ là bao nhiêu? 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là cái võng xếp này. Đấy, đây là một con võng xếp như này. Con này thì nó sẽ không có dây đâu, nó chỉ có cái quai đeo như này thôi. Đây các bác này. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Con này thì cái chiều banh của nó thì nó sẽ vào khoảng là trên 1 mét và nó có hai lớp như này luôn. Hai lớp dù như này các bạn này, hai lớp dù như này, hai lớp luôn. Đây. Các bạn thấy không? Tổng chiều dài của nó thì dạ, con này thì dài hơn con kia một chút và lúc nào nó cũng ở cái hệ là banh sẵn như này rồi. Các bác dùng nó rất là đã này. Đấy, có thể là mang đi du lịch hoặc là để ở nhà. Đấy, đều được. Khi các bác không dùng nữa thì quặn lại như này cho em. Đấy, rất là tiện nhá. Thì con này các bác lên xem là võng xếp, giá của nó sẽ là 120.000. 120.000 cho một con võng xếp như này. Đấy. Còn con võng dù này thì giá sẽ là 90.000. Con này thì nhỏ gọn hơn một chút thì các bác muốn lấy con nào thì lấy. Giá đều là rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái Thunder A1 nhá. Con này thì giá của nó sẽ là bao nhiêu? 160.000 cho con Thunder A1 như này. Con này thì rất nhiều phụ kiện đi kèm luôn này. Có các cái phụ kiện đi kèm đây. Đấy, chổi vệ sinh này, rồi cáp sạc này, dầu nhớt này, rồi cữ này. Và có cho các bác là một cái đầu Thunder như này nhá, một đầu Thunder như này, chống cắt, chống đầu Thunder này là chống chống bị đứt nhá. Đấy các bác, cắt thì nó rất là an toàn luôn, không sợ bị đứt tay hoặc là bị ăn da, gọi là chống ăn da rất là tốt nhá. Đấy, hàng bảo vệ các thứ lắp đặt cực kỳ chính xác luôn này con này. Đấy, rất ngon lành cho các bác luôn. Đây. Đấy, bật nguồn cho em này. Đấy. Các bác dùng để cắt tóc cho trẻ em này, chấn viền, cắt tóc cho người già này. Đấy, không ăn da nha. Đây em cắt thử cho các bác xem này. Đấy, rất sắc bén luôn các bác thấy không? Đây. Đấy, cắt đầu sạch đấy luôn các bác thấy chưa? Đó. Cắt đầu sạch đấy luôn. Đó. Thì thứ nhất là có một Thunder này. Thứ hai là sẽ có cho các bác là một cái bộ vừa cạo râu vừa tỉa lông mũi nhá. Cái đầu này thì các bác dùng để cạo râu này. Đấy. Đầu này để cạo râu này. Xoáy cái đầu cạo râu này ra thì các bác lại dùng cho em cái chức năng là tỉa lông mũi, thì các bác xoáy cái phần tỉa lông mũi này vào để là dùng để tỉa lông mũi này. Đấy. Thì nó đa di năng luôn. Có 3 chức năng chính, đó là cắt tóc, cạo râu, tỉa lông mũi. Đấy, 3 chức năng chính như này. Lên mã giúp cho em đó là Thunder A1 nhá. Con này thì cái giá bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn, 160.000 cho một con Thunder A1 như này. Hàng 3 chức năng cắt tóc, cạo râu, tỉa lông mũi rất là ok. Thunder A1 nhá. Đấy, Thunder A1 giá sẽ là 160k nhá, 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái cân treo cầm tay nhá. Đấy, cân treo. Con này thì các bác dùng là mình treo lên. Đấy, treo lên cho em rất là tiện luôn. Ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác là một viên pin như này nhá, một viên pin như này. Pin này thì hết các bác lại ra hiệu sách mua. Đấy, và cái này thì nó dùng nó rất là lâu hết pin, tại vì nó có hệ thống là tự sạc cho nên các bác yên tâm. Và khi lắp vào thì nếu mà nó không đúng chiều thì các bác đảo chiều đi cho em. Đấy, đảo chiều đi là được. Còn nếu lắp vào lên rồi thì thôi. Đấy, còn không lên thì các bác đảo chiều đi cho em. Đấy, thì cái này cân tối đa của nó được 50kg, còn các bác cân bao nhiêu thì tùy các bác thôi. Đó, cân bao nhiêu thì tùy các bác nhá. Đây, em sẽ cân thử cái dây điện này cho các bác xem này. Đấy, đây là một cái cuộn dây điện đây. Đấy, dây điện em cân thử cho các bác xem nhá. Đây các bác này. Đấy, cái cuộn dây điện này là kích thước của nó sẽ là 10m này. Cuộn dây điện 10m, cân nặng của nó sẽ là 1 cân 39 các bác này. Đấy, 1,39 kg, tức là 1 cân 4.
Đấy, 1,4 như này. Quận này là 10 mét các bác nhá. Đó đây các bác. Nhớ số luôn, nhớ một lúc sau nó mới hết nhá. Đấy, và có cả cho các bác là cập nhật cả nhiệt độ luôn. Nhiệt độ đang là 30 độ C. Đó. Thì các bác lên xem là cân treo nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70 cành. 70 cành cho một cái cân treo cầm tay như này. Các bác có thể mua về để mình đi gọi là cân đồ ngoài chợ này, hoặc là các bác đi du lịch mua hải sản các thứ này, hoặc là đi câu đi kẹo đều ok hết nhá. Lên cho em là cân treo này. Đó, cân treo. Giá sẽ là 70k nhá, 70.000 thôi. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây điện hàng của Nhật đây. Dây điện của Nhật. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng dây của Nhật này. Đây. Dây 2.5 nhá, Japan này, CU này. Đấy, dây của Nhật lõi đồng 2.5. Đây, FA 2.5 này. Con này thì giá của nó sẽ là theo kích thước các bác nhá. Dây thì siêu mềm luôn, dây siêu mềm và đầu dây thì nó sẽ là đầu đúc chống va đập. Các bác có thể dùng để làm thợ hàn xì, chiến công trình, nói chung là dùng đa di năng được hết nhá. Con này dùng thì siêu bền, siêu tiết kiệm và rất là ngon lành cho các bác luôn. Giá bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá cực kỳ hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là dây điện Nhật nhá. Đấy. Dây xanh. Dây xanh thì nó sẽ có cho các bác là dòng như sau. Đấy, nó sẽ có cho các bác là các cái dòng như sau. 5m. 5m thì sẽ là 220k. Đấy. 10m thì sẽ là 330k. Và 30m thì sẽ là 650.000. 650.000. Giá đã bao gồm phí ship cho bác luôn. Đấy, có quận 5m, quận 10m và quận 30m. Đấy, thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Đây các bác này. Đây của nó sẽ là dòng 30m này các bác này. 30m là một cái quận to này các bác này. 30m đây. Đấy, thì các bác muốn lấy quận nào thì lấy. Giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái tất của thương hiệu Nike của Nhật nhá. Tất Nike của Nhật đây. Đấy. Một vỉ này của nó là 10 đôi. Thì có màu đen và màu trắng nhá. Một vỉ 10 đôi có màu đen màu trắng như này. Tất Nike của Nhật. Con này các bác đi mùa đông mùa hè đều được hết nhá. Hàng ôm chân, dệt 5D. Đấy, thoáng khí, chống hôi chân, chống nấm mốc các bác nhá. Đấy, chống hôi chân, chống nấm mốc. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 cho một vỉ bao gồm là 10 đôi. Đấy, giá rất hợp lý nhá. 90.000 cho 10 đôi tất luôn. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy, các bác lên cho em là vỉ tất 10 nhá. Vỉ tất 10 này. Vỉ tất 10, giá sẽ là 90k nhá. 90k trên 10 đôi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi sen như này. Đấy, một đầu vòi sen và một đầu dây như này các bác này. Đấy, một đầu sen và một đầu vòi dây như này. Một đầu sen và một bộ dây như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 100 cành thôi. Đấy, 100 cành. Có đóng ngắt trên tay này các bác nhá. Đây là đóng ngắt trên tay này. Có cánh quạt giúp tăng áp lực nước này và có điều chỉnh to nhỏ này, có lõi lọc này. Đấy, có lõi lọc như này, nói chung là combo đầy đủ cho các bác một cái bộ sen quạt như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 à 100.000 thôi. 100.000 cho cái bộ sen quạt tăng áp như này. Đấy. Có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Sen quạt này. Đấy. Sen quạt tăng áp giá sẽ là 90k nhá. 100.000. Xin lỗi các bác, 100.000 nhá. Tiếp theo thì đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái đồng hồ nhiệt kế nhá. Con này thì có sẵn cho các bác là một cái ấy luôn, một cái viên pin luôn. Về nhà các bác lắp vào cho em là xong. Lưu ý các bác là khi mà lắp ấy thì mình lắp cho em là lúc 12 giờ trưa nhá. Để tránh cái việc các bác hỏi về cài đặt giờ. Các bác cứ lắp 12 giờ trưa cho em là nó sẽ lên giờ là 12 giờ. Đây. Và có cái giấy bóng ở đây, các bác bóc cái giấy bóng bảo vệ này ra này. Đấy, các bác thấy chưa? Bóc thêm cái dây bóng bảo vệ này ra nhé. Không các bác bảo lắp pin mà không thấy nó lên giờ. Đây, đấy, 12 giờ trưa luôn nhá. 12 giờ trưa. Nhiệt độ hôm nay đang là 30 độ C này. Độ ẩm là 82%. Các bác thấy không? Đấy. Thì có cái lẫy để như này các bác có thể dùng để bàn này. Đấy, để bàn này hoặc là để trên ô tô, nói chung là để đâu cũng được, rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Cái đồng hồ này bao nhiêu đây hả Minh? Lên cho em là đồng hồ nhiệt kế nhá, giá chỉ có 70k thôi, 70.000 cho con đồng hồ nhiệt kế như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt ống nước nhá. Con này thì cắt được từ ống 42 trở về, hàng của thương hiệu Kabushi của Nhật đây. Đấy, made in Japan này. Con này cắt ống cực kỳ là ngon luôn. Đấy, các bác đưa vào là mình cắt ống nước thôi. Kéo cắt ống nước con này cắt được từ ống 42 trở về thì các bác dùng để sửa chữa lặt vặt trong gia đình này, hoặc là làm thợ làm nghề cũng rất là ok. Ống nước bây giờ không ai người ta cưa cả. Đưa con này vào cắt rất là ngon, ngọt và rất là tiện ích nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn, toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy.
lên mã giúp cho em đó là kéo cắt ống nước 42, kéo ống 42 nhá, kéo ống 42 này, kéo ống 42, giá sẽ là 140.000 nhá, 140k cho con kéo ống 42 như này, 140.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm bỏ canh khoan đỏ đây. À, về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp mũi khoan tháp nhá, hộp mũi khoan tháp. Thì nó sẽ là một cái dòng hộp mũi khoan tháp này, đó là mũi khoan này. Hộp mũi khoan tháp bên này nhá, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi nhá, hàng thương hiệu Unica Japan này, hàng nội địa của Nhật này. Một bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan và một cây lấy dấu nhá. Đấy. Hộp mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu này. Đấy, thì cây lấy dấu này là rất là ngon luôn, các bác dùng để mình lấy dấu rồi lấy mực rất là ngon. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 5 mũi, 1 2 3 4 5. 5 mũi với các cái kích thước khác nhau, và mũi to nhất này là 32, tức là 3/2 nhá. Đấy, đây em lấy dấu thử cho các bác xem này. Lấy dấu được các bác, chỉ cần nhấp này là có dấu này các bác. Đấy, thấy chưa? Đó, có dấu luôn các bác nhá. Đấy, thì cái bộ mũi khoan tháp này giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 nhá, 180.000. Đấy, bộ 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu 180k các bác nhá. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác là cái hộp mũi khoan đỏ này. Hộp mũi khoan đỏ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp này và kèm 3 mũi khoan tazogen luôn. Đó, 3 mũi khoan tháp kèm 3 mũi khoan tazogen. Bộ này thì sẽ là 110k nhá, 110.000. Đấy, thép của nó thì hai cái loại mũi khoan này đều là thép gió phủ titan nhá, thép gió phủ titan cực kỳ dày dẫn chắc chắn các bác luôn. Lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá. Đấy, khoan đỏ giá sẽ là 110.000. Đấy, còn này là bộ 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu giá sẽ là 180.000. Tất cả đều là dòng thép gió phủ titan cực kỳ dày dẫn chắc chắn và rất là sắc bén các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan đa năng nhá, 1 2 3 4 5. Bao nhiêu nhỉ? 100.000 cho 5 cái mũi khoan đa năng như này. 1 2 3 4 5 này. 5 mũi khoan đa năng. Đấy, đầu của nó là đầu mũi khế như này nhá. Đầu mũi khế như này thì các bác có thể khoan sắt, khoan thép, khoan gỗ, khoan kim loại đều ok hết nhá. Sắt, thép, gỗ, kim loại đều ok hết, các bác khoan đa năng, cái khoan cái gì cũng được. Đấy. Còn lên mã cho em là hộp 5 mũi khoan đa năng nhá. Hộp 5 mũi đa năng này. 5 mũi đa năng giá sẽ là 100 cành thôi. 100k cho cái hộp 5 mũi khoan đa năng như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình nhiệt quân đội Mỹ nhá, bình nhiệt quân đội Mỹ đây. Con này của nó sẽ là dung tích là 1,5 lít đây. Đấy, giữ nóng 24 giờ, giữ lạnh 24 giờ, su 304 nhá. Đấy, su 304, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, dung tích của nó là 1,5 lít. Đấy, có nắp này là nắp cốc uống nước luôn, su 304 các bác này, su 304 nắp làm cốc uống nước luôn. Và một nắp bên trong này. Đấy, và có lưới lọc như này nhá, có lưới lọc như này. Đấy, bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Đấy, bình nhiệt quân đội Mỹ. Con này giá sẽ là 195.000. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em mới bao ship, nhưng mà riêng bác nào mua cái bình nhiệt này thì đơn 250.000 bên em mới bao ship được nhá. Đấy, tại vì cái bình nhiệt này bán 195.000 là bán giá gốc rồi, còn không có lãi này. Nếu có bác nào mà lấy nguyên bình nhiệt này thì cộng cho em 30.000 để ship nữa nhá. Đấy, lên cho em là bình nhiệt quân đội Mỹ, giá sẽ là 195k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sơn xịt chống thấm nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là xịt chống thấm. Đấy, con này thì các bác có thể xịt được trên mọi bề mặt nhá. Đấy, xịt trên mọi bề mặt, mái tôn, mái ngói rồi bê tông bê tông đều xịt được hết nhá. Đấy, giá sẽ là 50.000 cho một cái bình xịt chống thấm như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Các bác này. Thao tác xịt đơn giản. Đây là sơn chống thấm nano công nghệ Nhật Bản, hiệu quả trên mọi bề mặt chất liệu. Chỉ với vài thao tác xịt đơn giản. Rất đơn giản thôi nhá. Đấy, các bác chỉ cần xịt vào các cái bề mặt bị nứt này. Đấy, bị bong chốc rồi các bác vệ sinh như sau đó xịt vào cho nha. Đó, rất là tiện ích luôn. Đó. Hiệu quả lên đến 10 năm, không lo bong chóc, đặc biệt khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tiêu cực bất chấp nắng mưa, giải quyết rất là tiện ích luôn nhá. Thấm rột rồi, nói chung là các bề mặt. Giá thì chỉ có 50k thôi, lên mã giúp cho em là xịt chống thấm nhá. Vâng, em Phạm Huấn lại quay trở lại, trân trọng gửi đến các bác các cái mã hàng bên em nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái hồ lô tưới cây nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con này trước em đang bán là 120 nhá. Đợt này về cho các bác giá tốt chỉ còn là 110.000 cho hồ lô tưới cây như này thôi. Đấy. Con này thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, made in Japan con này. Đấy, made in Japan, hàng của Nhật. Ở đây thì dung tích của nó là 2 lít nhá, 2 lít. Đấy, đầu vòi bơm các thứ này, lọc liếc đầy đủ cho các bác luôn. Con này thì ưu điểm của nó sẽ dùng nó rất là tiện này. Đấy.
thì tiện nó sẽ như nào các bác nhá. Thứ nhất là bơm rất là nhẹ này, bơm rất là nhẹ này. Thứ hai là có van xả hơi này. Đấy, có van xả hơi không nhá. Đấy, có van xả hơi. Khi hơi đầy thì các bác có thể dùng cái con van xả này cho em. Thứ ba là có cái phần lẫy khóa như này rất là tiện nhá. Lẫy khóa này rất là tiện các bác này. Đấy. Khi các bác tưới thì mình chỉ ấn cái lẫy này vào là nó sẽ tự bơm này và có điều chỉnh van nhá. Thì các bác có thể dùng để tưới cây cảnh này, rồi tưới lan, tưới cây này, rồi xịt rửa, rồi phun thuốc sâu rất là tốt luôn. Giá thì đợt này về cho các bác giá tốt hơn một chút nhá. Đấy. Lên cho em đó là hồ lô tưới cây nhá, hồ lô tưới cây. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá chỉ còn 110.000 thôi. Hồ lô tưới cây này. Hồ lô tưới cây. Hồ lô tưới cây 110k nhá, 110.000 đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái bộ dao Nhật chuyên Thái nhá. Đấy, các bác lên cho em là bộ dao chuyên Thái. Bộ dao này thì bộ dao 6 món chuyên Thái này. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là 3 dao này. 3 dao, một giá đỡ và một cái liếc, một kéo này. Đấy. Đây. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái giá đỡ như này. Con giá đỡ rất là xịn sò luôn. Chất liệu của nó thì bằng nhựa Meca nhá, nhựa Meca. Các bác dùng nó rất là sạch sẽ này. Đấy, đây. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này, mới tinh còn nguyên niêm phong nhá các bác nhá. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Đấy. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay dắt dao như này này. Kèm cho các bác là một cái bộ dao cực kỳ là uy tín cho các bác luôn. Bộ này thì nó hàng của nó mỏng thôi nhá. Các bác chuyên dùng để thái cho em nhé. Con này không thể chặt được đâu. Đấy. Các bác lên cho em là bộ dao 6 món chuyên Thái nhá. Đấy, thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là lên cho em là dao 6 món chuyên Thái này. Bộ dao này. Đấy, bộ dao 6 món này. 6 món chuyên Thái nhá. Chuyên Thái này. Đấy, thì sẽ bao gồm giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? 150.000 nhá. 150.000 cho bộ dao, không thể tin nổi luôn. Đấy, đầu tiên nó sẽ là một con dao thái nhọn này. Đấy, bỏ tranh tờ giấy đây. Một con dao thái nhọn này. Đấy, hàng siêu bén cho các bác luôn. Hàng siêu bén cho các bác luôn nhá. Tiếp theo nó sẽ là một con dao thái bản nhỡ này. Đấy, một con dao thái bản nhỡ đây này. Tiếp theo nó sẽ là một con dao thái bản vừa này. Đấy. Con này thì các bác có thể dùng để băm nhẹ được thôi chứ còn không thể chặt được nhá. Đây, test từng con một cho bác xem. Con này thì chiều dài khoảng 30cm các bác này. Đấy, dao thấy khủng khiếp cho các bác ơi. Đấy, quá khủng khiếp luôn các bác nhá. Đó, độ bén thì khỏi phải bàn đi. Đấy, độ bén khỏi phải bàn này. Japan các bác này. Đấy, tức là nó mỏng thôi nhưng mà nó rất là sắc các bạn. Đấy, mỏng thôi nhưng rất là sắc luôn. Đấy, tiếp theo là một con nữa này. Đấy, thấy các bác thấy không? Đây. Kinh khủng không các bác? Thấy kinh khủng không? Đó, rất kinh khủng luôn các bác nhá. Đó. Đây, tiếp theo thì nó sẽ là một con nữa này. Con này thì nó sẽ dày hơn một chút. Con này thì các bác có thể dùng để băm nhẹ được nhá. Băm nhẹ được chứ còn con này thì em không khuyến khích chặt. Đấy, tại vì nó rất là mỏng thôi. Đấy, thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái liếc này. Khi nào các bác dùng đến cái liếc này thì mình dùng, tại vì là dao thì mình dùng nó rất là bén lâu. Đấy, một cái kéo rất là ngon này. Cắt gà, cắt cá này, khui bia này, mở nắp chai này đều được hết nhá. Đấy, cắt gà, cắt cá, thực phẩm, thức ăn này, khui bia này, rất đẹp luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Thì combo cho các bác bao gồm là 6 món này. Một dao, hai dao, ba dao, một kéo, một liếc và một giá đỡ như này. Combo cho các bác 6 món. Lên cho em là bộ dao 6 món chuyên Thái nhá. Đấy, bộ dao 6 món chuyên Thái, giá là 150.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái nồi cơm mini nhá. Lên cho em là nồi cơm mini. Đấy, đây nó sẽ là một con nồi như này. Đấy, nhỏ gọn thôi. Dung tích của nó là 1,2 lít cả vỏ. Còn nguyên cái phần Âu này của nó thì nó sẽ có cho các bác là 800ml thôi. Đấy, 800ml thì con này cũng chỉ dùng cho 2 người ăn thôi, dùng cho 2 người ăn thôi. Nhưng mà nó rất là nhỏ gọn và tiện ích nhá. Đấy, khi các bác nấu nướng thì nó rất là nhỏ gọn. Đấy. Có kèm cho các bác là một cái môi sới rất là mini này và một cáp điện này. Đấy. Các bác đậy vào đây cho em. Đấy, sau đó thì mình nhấp cái nắp này vào này. Đấy. Đậy vào. Đậy vào, nhấp cái nắp này vào. Rất là nhỏ gọn luôn. Hàng của thương hiệu Chigo nhá. Công suất của nó đây. Đấy. Con này thì công suất của nó sẽ là 1 lít 2 là cả vỏ nhá. Đấy, điện 220V, công suất là 200W. Đấy, lên mã giúp cho em đó là nồi cơm mini nhá. Nồi cơm mini. Nồi cơm mini này. Nồi cơm mini. Đấy, giá của nó sẽ là 270k và bao ship nhá. Dung tích của nó là 1,2 lít. Đấy, cả vỏ nhá, 1,2 lít cả vỏ luôn. Đó, giá thì sẽ là 270.000, 1,2 lít cả vỏ, lưu ý giúp nhá. Đấy, đây, rất đẹp, rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Rất đẹp, rất ngon lành cành đào nhá các bác nhá, rất là ok luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về Minh ơi, lấy trong cái dây điện vàng về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bóng đèn nhá. Đầu tiên thì
em sẽ lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con bóng đèn 5 cánh này. Đấy, con này là đèn 5 cánh. Giá sẽ là 125.000. 125.000 cho con bóng đèn 5 cánh này. Em sẽ test trực tiếp cho các bác xem luôn. Đấy, đèn 5 cánh nhá. Đây, test trực tiếp điện cho các bác xem luôn. Hàng siêu sáng các bác, siêu sáng luôn. Đó, đây. Đấy, rất sáng luôn các bác nhá. Đấy, sáng chói sáng chang luôn, sáng lòe cả mắt luôn các bác nhá. Và có thể gấp lên như này. Con này công suất của nó là 100W, sử dụng điện của nó sẽ là 65.000K nhá. Đấy, tức là độ phân giải của LED là 65.000K thì nó rất là sáng luôn. Đó, rất sáng luôn các bác này. Các bác thấy chưa? Rất sáng luôn. Con này thì nó sẽ là 5 cánh nhá. Con 5 cánh này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con đèn 5 cánh này sẽ là 125.000 nhá. 125.000 5 cánh này. Hả? 120K nhá. 120K cho con 5 cánh như này. Có tiếp cho các bác là một con 8 cánh luôn. Đấy. Con này thì sẽ là một em 8 cánh này. Em 8 cánh này thì siêu sáng rồi. Con này sẽ là 200W nhá. 200W có thể gấp gọn được các bác này. Đấy. Em này sẽ là em 8 cánh cho các bác luôn. Đấy. 8 cánh như này. Công suất của nó là 200W này. Đấy, 200W 8 cánh này. Con này thì gọi là độ sáng của nó thì quá khủng khiếp rồi các bác nhá. Quá khủng khiếp rồi. Đó các bác xem, bật lên này. Ấy, các bác thấy chưa? Đó, sáng trắng luôn các bác này. Đấy, 8 cánh luôn, có thể gấp gọn như này các bác này. Đấy, thì các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Mang đi chiến công trình này, hoặc anh em dùng ở nhà này. Đấy, có cỗ có bàn Tết nhất công việc thì các bác sử dụng con này cho em. Siêu sáng luôn nhá. Đấy, và rất là đẹp này. Vừa là trang trí vừa là sử dụng trực tiếp luôn. Con 8 cánh này thì sẽ là 8 cánh nhá, lên cho em là 8 cánh này, 190K nhá. Đấy. Ngoài ra thì bỏ cho anh cái 4 cánh mini. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ điều khiển trực tiếp nhá. Điều khiển trực tiếp thì sẽ bao gồm cho các bác là một cục nguồn và một điều khiển như này. Đấy, thì đầu tiên các bác cắm cái cục nguồn này vào điện 220 cho em này, cắm cục nguồn này vào điện 220 này. Đấy. Sau đó thì các bác cắm cái thiết bị cần điều khiển qua nhá. Đấy. Bóng đèn hoặc các cái thiết bị khác cần điều khiển qua. Sau đó thì các bác điều khiển cho em là ok. Đấy, có thể điều khiển cách xa 1 cây số. Các bác dùng cho các cái dòng thiết bị như là bình nóng lạnh này, quạt điện này, rồi motor, máy bơm các thứ đều ok hết nhá. Đấy, lên cho em là điều khiển từ xa nhá. Đấy, điều khiển trực tiếp. Điều khiển cắm trực tiếp này, điều khiển cắm này. Đấy, cắm trực tiếp bao nhiêu nhỉ? 270K và bao ship cho bác cái bộ điều khiển cắm trực tiếp như này. Đây. Các bạn này, đấy, nó sẽ là một cái điều khiển như này. Cho nên mình cái mẫu ổ cắm điều khiển từ xa bằng remote nha. Đây là sản phẩm cầm trên tay của mình nè, nó nhỏ gọn luôn, nằm lọt lòng bàn tay ha. Ở đây thì nó có tay remote bật tắt điều khiển từ xa. Theo thông số nhận xuất thì xa khoảng 100m tới 1000m ha. Và thực tế thì bà con mình dùng thì nó rất là ok 200. Luôn các bạn nhá. Đây đây các bạn này. Mình sẽ ghép nối với cái tay remote nhỏ này và một tay remote đặc biệt nữa là bà con mình hay dùng đó là nhấp nháy ha, sau đó chúng ta bấm lên tay remote. Bật tắt này các bạn này. Rồi nó nhấp nháy lại lần nữa là nó đã ghép nối thành công rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ bật tắt. Đấy, rất đơn giản các bạn nhá. Rất là đơn giản ha, thao tác đơn giản lắm. Rồi. Đấy, con này thì giá sẽ là 270.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái lọ nước hoa như này. Một lọ nước hoa như này kèm cho các bác là các cái đầu tăm để nó tỏa hương này và một cái nơ như này, một cái nơ rất là đẹp như này. Các bác có thể để phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách, nhà hàng, khách sạn đều ok hết. Rút cái bấc này ra cho em, cái nắp này ra cho em, cắm cái bấc này vào. Đó, mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu nhá. Đó, con này thì bên Nhật nó chuyên dùng cho các cái nhà hàng, khách sạn đây. Hotel các bác này, đấy, chuyên dùng nhà hàng, khách sạn. Bảo sao các bác vào nhà hàng, khách sạn nó thơm là như vậy các bác nhá. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là một cái chai nước hoa khách sạn như này là 30.000 thôi. Nước lên cho em là nước hoa khách sạn nhá. Giá sẽ là 30K trên một chai. Các bác có thể mua về vài chai mình dùng dần, để trong nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà ăn, toilet, phòng ngủ, phòng khách đều ok hết. Và trong nhà lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ, đặc biệt là mùa nồm ẩm này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vật mũi đứng nhá. Vật mũi đứng thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một chân để đứng này, một cái cáp sạc này và một chiếc vật như này. Đấy, khi các bác bật lên này, bật cho em đẩy cái chế độ này lên thì cái đèn hồng ngoại này nó sẽ lên này. Đấy, và con mũi nó bay vào nó sẽ chập này con này. Đấy, oánh điện còn giật mình luôn nhá. Con này mà các bác tránh xa tầm tay trẻ em cho em nhá. Trẻ em mà động vào là nó giật cho đơ người đấy các bác nhá. Nó giật rất là mạnh luôn, điện nó đẩy rất là mạnh các bác nhá. Đó, các bác thấy không? Đây, nó chập rất là mạnh luôn các bác này. Con này thì bên shop đang bỏ anh cái kiềng này. Cái Big Bear. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 nhá. Nó sẽ có cho các bác là hai chức năng. Đấy, ba chức năng tất cả. Đầu tiên nó sẽ là một chức năng là bắt mũi tự động thì các bác đẩy lên cho em. Đẩy lên cho em là bắt mũi tự động thì các bác phải liên tục cắm sạc nhá. Thứ hai là bắt mũi thông thường thì các bác chỉ cần là
chỉ cần là bật lên sau đó thì mình nhấp này thôi này. Đấy, nhấp này. Đấy, còn thứ ba là các bác có thể bật trực tiếp lên, vừa cắm vừa làm đèn ngủ được luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Đấy, chuẩn bị vào mùa nồm ẩm này thì muỗi lại xuất hiện nhiều nhá, thì các bác dùng con này cho em rất là ok. Lên mã giúp cho em đó là vật vật đứng nhá. Đấy, vật muỗi đứng này. Vật muỗi đứng giá sẽ là 130 cành nhá. Tiếp theo thì một cái sản phẩm giúp cho các bác tiết kiệm trong gia đình, đó là chắn bếp ga nhá, chắn bếp ga. Thì con này nó phù hợp với hầu hết các loại bếp ga luôn. Các bác chỉ cần đặt vào cái khay bếp của nhà mình, khi đun thì gió nó có tạt thì nó cũng giữ cho cái lượng ga của nó, các bác không bị tỏa ra ngoài nhá. Đấy, lên cho em là chắn bếp ga nhá, chắn gió bếp ga này. Chắn gió bếp ga giá sẽ là 25k một chiếc nhá. 25.000 cho một con chắn gió bếp ga như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Sản phẩm kiềng chắn gió bếp ga giúp cho chúng ta đun nấu nhanh hơn, hiệu quả hơn. Lượng thiết kế chuyên biệt cho các dòng bếp ga từ 6 chân đổ xuống là có thể lắp được. Kiềng chắn gió có độ bền cao nhờ cấu tạo vững chắc bằng chất liệu thép, không gì chịu nhiệt, chịu lực lớn. Kiềng giúp tránh gió tạt làm mất nhiệt, hội tụ nhiệt tối đa vào phần đáy nồi, xoong, chảo, tăng hiệu quả sử dụng ngọn lửa của bếp, giảm thời gian đun nấu từ 20-30%, do vậy sẽ tiết kiệm được lượng ga tiêu thụ thực tế. Đặc biệt khi sử dụng kiềng sẽ rất an toàn cho nhà có trẻ nhỏ, tránh trẻ chạm vào bếp lửa có thể gây bỏng. Hiện tại bên em đang có chương trình khuyến mãi giảm giá. Đấy, giá chỉ có 25.000 các bác nhé. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm về sức khỏe, đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Đấy, đây của nó thì nó sẽ là germanium các bác này. Đấy, nó sẽ là một cái dòng bằng hợp kim này, mạ vàng 18 carat này, có kèm cho các bác các cái hạt nam châm nhá, các cái hạt nam châm từ trường như này, thì khi các bác đeo vào thì nó giúp cho các bác là điều hòa huyết áp này, đấy, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đấy, thì các bác dùng rất là tốt luôn. Thứ nhất là mang tính chất là trang trí này, thứ hai là các bác trang trí trang sức này, thứ hai là các bác dùng vừa là đảm bảo cho sức khỏe luôn. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy, cái vòng vòng nam châm điều hòa huyết áp này thì các bác biết rồi. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Lên cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Đấy, lên cho em là vòng vàng này, đó. Vòng vàng này, điều hòa huyết áp nhá, điều hòa huyết áp giá sẽ là 50k này. 40.000 nhá. Đấy, đợt này về chỉ còn 40k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con bật lửa đồng hồ nhá. Con này về nhà các bác tự bơm ga. Con này thì giá sẽ là 100 cành. Khi các bác bật lên thì nó sẽ có đèn sáng này các bác này, bật lên có đèn sáng này, rất là tiện ích luôn. Đó. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Đấy, còn đồng hồ thì đã có pin chạy bình thường. Đây. Đấy các bác thấy không? Đang chạy này. Giá sẽ là 100.000 nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái gen co nhiệt này. Đấy, gen co nhiệt như này. Con này thì sẽ là 50.000 cho một hộp như này, bao gồm 328 đầu, to nhỏ lớn bé mẹ con đều được hết nhá. Các bác chỉ cần đấu dây điện này hoặc là các cái dây cáp này các bác đấu, sau đó thì mình hơ lửa đi là xong. Đó, 50k. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con đồng hồ led như này. Đấy, một con đồng hồ led như này. Đấy, chiều dài của nó thì vào khoảng 15 cm, chiều cao thì khoảng 5 cm, 5-7 cm coi nhá. Đấy, đây. Con này thì các bác có thể sử dụng pin hoặc là cắm trực tiếp vào cổng USB nhá. Mặt của nó sẽ là mặt trắng gương rất là đẹp như này. Về nhà các bác bóc cho em cái lớp giấy bóng này ra này. Đấy, rất đẹp luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 140.000 cho một con đồng hồ led như này. Đấy, nó sẽ hiển thị đúng như trên hình như này các bác nhá, rất đẹp. Thì các bác có thể dùng để mình thứ nhất là làm đèn ngủ này, xem giờ này, và con này nó sẽ có cho các bác là cả cập nhật nhiệt độ luôn nhá. Cập nhật cho các bác cả nhiệt độ các thứ luôn. Rồi chức năng hẹn giờ các thứ đầy đủ nhá. Lên cho em là đồng hồ led nhá. Đồng hồ led giá sẽ là 140k nhá, 140.000 cho con đồng hồ led như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy vít nhá, máy vít đây. Đấy, thì ở đây sẽ kèm cho các bác là hai đầu vít này. Đấy, hai đầu vít như này thì các bác dùng nó cũng rất là tiện ích luôn. Đấy, có sẵn cho các bác là hai đầu vít luôn. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái máy như này. Đấy, con này thì chạy cực kỳ là khỏe luôn. Các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, chạy rất là khỏe luôn các bác. Đấy, các bác thấy không? Rất là ngon lành luôn nhá. Đó. 130.000 cho con máy vít như này, chạy bằng pin. Đấy, các bác có thể về dùng mình sửa chữa lặt vặt. Con này thì nó bằng máy bằng pin nên là nó công suất của nó vừa phải thôi, nó không quá là mạnh đâu. Nên cho là máy vít nhá. Máy vít giá sẽ là 130k. Đó. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòng trầm gỗ này. Giá sẽ là 50.000. Đây, nó sẽ là một con vòng trầm như này. Các bác có thể đeo bằng tay này. Đấy, đeo bằng tay hoặc đeo vào cổ đều ok hết nhá. 108 hạt bằng gỗ trầm tự nhiên, kèm thêm cho các bác là một cái đài sen như này. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Con này đang bán là tiền triệu đấy, nhưng mà đợt này về cho các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp giá sẽ là 50k. Được, ok. Chào các
các bác nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. À, sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô bình nhiệt hàng quân đội Mỹ nhá. Hàng này thì nó sẽ là một dòng cực kỳ cao cấp cho các bác rồi. Thứ nhất là có hai nắp này, một nắp giữ nhiệt và một nắp làm cốc luôn nhá. Hai nắp này đều có tính năng giữ nhiệt nhưng mà nắp này thì thêm chức năng làm cốc nữa. Hàng rất ngon lành cho bác luôn. Đấy, và dung tích của nó là 1,5 lít nhá. Có lưới lọc này, các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê, pha ngũ cốc, pha các loại hạt đều ok. Dung tích 1,5 lít thoải mái cho bác sử dụng luôn. Giữ nhiệt của nó thì hàng mặc định của nhà sản xuất này, giữ lạnh là 36 tiếng này. Đấy, và giữ nóng là 24 giờ nhá. Hàng này thì cực kỳ ngon lành cho bác luôn. Ưu điểm của nó là hàng giữ nhiệt tốt này, có quai đeo các bác có thể dùng đi mang đi học, đi chơi, đi làm này. Đấy, đặc biệt là các bác có thể dùng cả ngày được luôn. Đấy, dùng cả ngày luôn cho nên rất là tiện. Lên mã giúp em đó là bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Bình nhiệt quân đội Mỹ. Bình nhiệt này. Đấy. Bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Quân đội Mỹ giá sẽ là 190k nhá. 190.000 cho con bình xanh quân đội, còn các màu khác thì sẽ là 170k nhá. 170.000. Đấy. Riêng cái màu xanh quân đội này thì nó hiếm màu hơn một chút thì sẽ là 190.000. Còn màu inox, màu đỏ và màu xanh đen thì sẽ là 170.000 nhá. Ưu điểm của dòng này là dung tích của nó là 1,5 lít cho nên là các bác dùng được rất là lâu, thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ 5 đĩa này. Đấy, các bác lên cho em là bộ 5 đĩa nhá. Bộ 5 đĩa tròn. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 cho 5 cái đĩa tròn như này thôi. 120.000 nhá. Con to nhất thì đường kính của nó sẽ là 24 cm. Hàng thương hiệu Winling của Đức. Khá là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là bộ 5 đĩa tròn nhá. Bộ 5 đĩa tròn này. 5 đĩa tròn giá sẽ là 120.000 cho 5 cái đĩa như này. Rất tiện ích cho các bác luôn. Đấy, con to nhất là khoảng 24 cm. Con này là 22 cm này. Con này là 20 cm này. Con này 18 cm này. Và con này nó sẽ vào khoảng là 14 cm gì đấy. Đấy. To, dày dẫn đẹp chắc chắn. Giá thì rất hợp lý cho bác, chỉ có 120.000 thôi. Hàng thương hiệu Winling hay hình người của Đức. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Đó, mà giá thì khá là hạt rẻ và hợp lý rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nho khô nhá, hàng của Nhật này. Đấy, một bịch này sẽ là 100k trong bịch như này, 100.000 trong bịch nho khô như này. Cái này thì các bác có thể dùng để uống trực hãm nước uống trực tiếp này, ăn trực tiếp này, hoặc là các bác dùng để làm thuốc hoặc ngâm rượu đều ok hết nhá. Hạt quả to đều đẹp, màu tự nhiên nhá, không có phẩm màu, không chất bảo quản nhá. Con này thì nó sẽ là 100.000 trong bịch như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cũng như là mua để mình sử dụng trực tiếp rất là ok. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nho khô này. Nho khô thì hàng nó sẽ là hàng của Hàn Quốc này. Đấy, được phân phối bởi tập đoàn Samsung đây. Đấy, tập đoàn Samsung này. Đây. Đấy, đây tập đoàn Samsung này. Con này thì giá của nó sẽ là 90k cho một bịch nho khô như này nhá. Đấy, đây, hạt to đều đẹp này. Đấy, màu tự nhiên không phẩm màu, không chất bảo quản nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 90k cho một bịch nho khô như này. Đấy, 90.000 trong bịch nho khô này các bác nhá. Đấy. Hàng thì nó sẽ là đóng bịch như này và các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cũng rất là ok. Giá thì rất hợp lý cho các bác thôi. Đấy, hoặc Tết về các bác mua để đi Tết được. Hàng của tập đoàn Samsung này. Đấy, giá của nó sẽ là 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây câu bình nhá. Đấy, bác nào có ô tô thì nên có một cái dây như này. Nó sẽ có cho các bác là dây dài khoảng từ 2 đến 3 mét nhá, từ 2 đến 3 mét. Phần kết nối này đều bằng đồng hết này. Phần kết nối này đều bằng đồng hết nhá. Thì các bác kẹp vào cái bình. Ví dụ như là ô tô của các bác khi mà dọc đường nó bị chết. Đấy, chết máy thì các bác dùng cái dây này kẹp vào, gọi một cái ô tô khác đến, kẹp từ bình nọ sang bình kia, sau đó thì mình đề nổ thôi. Đó. Đấy, chất liệu của nó thì đều là bằng đồng hết nhá. Đấy, 2000 mAh này. Lên cho em là dây câu bình nhá, giá sẽ là 180k. 180.000 cái dây câu bình như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cây sâm thịt nhá. Đấy. Cái này thì để các bác chế biến thịt này. Đấy, đây. Nó sẽ là cái đầu sâm như này. Để các bác chế biến thịt thì mình sâm vào như này cho em. Đấy, đây. Đây ví dụ như em sâm này các bác. Đấy. Sâm này thì nó sẽ ra cái lỗ này. Ra cái lỗ này các bác này. Đấy, những cái lỗ này. Những cái lỗ này thì có tác dụng là nó để thẩm thấu các cái gia vị các bác tẩm ướp à. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Cái sâm thịt 40.000 à? Các bác lên cho em là sâm thịt nhá. Đấy. Sâm thịt này. Giá của nó sẽ là 35k nhá. 35k cho một cây sâm thịt như này. Giá là giò luôn. Đấy, 35.000 cho một cây sâm thịt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái thả bồn cầu nhá. Túi thả bồn cầu. Đấy. Thì một cái túi như này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15.000 cho một túi này thôi. Một túi này sẽ có 10 viên nhá, 10 viên. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Một túi này là 10 viên, thoải mái sử dụng nhá. Các bác có thể dùng để mình
thả trực tiếp vào cái bồn cầu nhà mình để mình sử dụng. Nó thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Đấy, 15.000 cho một túi. Đấy. Thì công năng của nó thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Thứ hai là thơm này. Đấy, và thứ ba là tẩy trắng nhá, sạch thơm tẩy trắng. Nên em là túi thả bồn cầu giá chỉ có 15k thôi, 15k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp đựng tăm nhá. Ở đây nó sẽ là một cái hộp tăm như này. Đấy, hộp đựng tăm nhá. Con này thì nó sẽ là bằng hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Các bác có thể dùng đựng tăm rất là ok nhá. Giá thì chỉ có 95.000 trong cái hộp đựng tăm như này thôi. 95k một chiếc nhá. Đấy, 95.000 trong cái hộp đựng tăm này, các bác chỉ cần bỏ tăm vào đây. Đấy, mình nhấp như này là nó sẽ đẩy lên, mình lấy sau đó thì mình ấn nó vào. Hợp kim mạ đồng rất là đẹp luôn. Đấy, hoa văn hoa lá cành này, chuyên dùng để đựng tăm. Giá thì chỉ có 95.000 trong cái hộp tăm như này thôi nhá. 95k. Giá rất là hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về các bác cái sản phẩm nó là cái đài FM các nhá. Đây. Đấy, các bác lên trên là đài FM này. Đấy. Các bác bật thì ở đây này. Đấy. Cho to đây nhá. Theo thống kê, dân số Hà Nam hiện có khoảng trên 800.000 người, trong đó có trên 400.000 nữ, chiếm khoảng 49,54% dân số toàn tỉnh. Trong đó lao động nữ chiếm khoảng 51% dân số trong độ tuổi lao động. Thực hiện mục tiêu bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác tuyên truyền được xem là yếu tố then chốt tạo nên sự thay đổi về nhận thức và hành động của nhân dân. To, cái này vừa là tắt bật vừa là to nhỏ luôn này. Đấy, các bác dò ở đây. Và con này các bác có thể kết nối MP3 để nghe nhạc nhá. Kết nối Bluetooth để nghe nhạc thì cái chức năng này em giới thiệu thêm thôi. Đấy, ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác một viên pin rồi. Về nhà có cả dây sạc luôn, các bác chỉ việc sạc vào là dùng thôi. Con này thì các bác lên cho nó đài FM 260.000 nhá. Có cả đồng hồ luôn này. Đồng hồ thì về nhà các bác tháo cái lấy cả này ra này là đồng hồ nó chạy này. Ấn xuống đồng hồ chạy. Đây, đồng hồ chạy nhá. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Và có dâu như này, có dâu này các bác dò để các bác dò đài mình bắt đài này. Đấy, bật lên cho em này. Để giúp họ nâng là các bác dò này. Đấy. Các bác cứ dò này cho em là ra này. Đấy. Rất là tiện ích nhá, và rất là nhiều đài luôn. Đấy, và khi dò này các bác để cho em chế độ FM để mình dò nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là đài FM nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đấy. Chỉ có 260.000 cho một con đài FM như này thôi. Rất là tiện luôn. Đấy, các bác cứ về các bác dò là nó sẽ ra thôi. Tần sóng của nó rất là tốt luôn. Rất đẹp này. Lên mã giúp cho em là đài FM nhá. Giá của nó sẽ là 260.000 trong con đài FM như này. Rất tiện ích luôn các bạn. Đấy. Hello các bác nhá. Đấy, hôm nay bên shop tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Cơ bản thì nó đều là các cái mã bên em đã và đang bán cho các bác, cho nên là em sẽ lên video cơ bản nhanh để gửi tới các bác thôi. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con đồng hồ Rolex nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đây, các bác xem con đồng hồ Rolex này. Con này thì nó sẽ là mặt màu đen. Đấy, số màu vàng đính kim cương rất là đẹp này. Có lịch ngày tháng đàng hoàng. Dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng chạy bằng pin nhá. Đồng hồ Rolex chạy bằng pin. Và cái giá của nó sẽ là 300.000 nhá. 300.000 cho một con đồng hồ Rolex như này các bạn này. Đấy, đồng hồ hàng của thương hiệu Rolex 300.000 chạy bằng pin. Giá thì đã bao gồm phí ship cho anh em luôn. Về nhà các bác dùng thì nó rất là ngon. Đấy, tiện ích đây các bạn này. Đấy, đồng hồ chạy bình thường nhá. Lịch số to rõ ràng đẹp, hàng của thương hiệu Rolex các bạn này. Đó đây, Rolex đây. Đó, giá thì chỉ có 300k thôi. Lên cho em là đồng hồ Rolex nhá. Giá sẽ là 300k này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nồi kho cá nhá. Các bác lên cho em là nồi kho cá. Thì lưu ý các bác là cái nồi kho cá này thì nó sẽ là một cái dòng nồi mà nó là nóng chậm. Nó sẽ là cái dòng nồi nóng chậm, cho nên là con này khi mà quát sử dụng ấy thì khi mà kho cá thì nó phải hàng gọi là nửa ngày hoặc một ngày thì nó mới chín được cá, cho nên là khi mà về các bác test ấy mà các bác vừa ấy cắm xong mà các bác đòi nóng ngay là nó sẽ không nóng được đâu. Còn hàng thì bên em bảo hành cho các bác, cho nên là các bác yên tâm, hàng của thương hiệu Matika các bác này. Matika con này thì sử dụng điện 220V 50Hz và 235W, công suất của nó sẽ là 2,5 lít nhá, 2,5 lít. Đó, rất tiện ích như này, cầu thông số đầy đủ cho các bác luôn nhá. Matika hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ, 290.000 bao ship tận nhà cho bác luôn nhá. Nhận hàng
kiểm tra thanh toán. Con này thì các bác nhận hàng khi các bác kiểm tra thì cứ làm sao mà không bị vỡ, không bị nứt là được rồi. Còn lại là hàng bên em bảo hành nên là các bác cứ test sử dụng thoải mái cho các bác luôn. Lên cho em là nồi kho cá, giá sẽ là 290k nhá. 290.000 và bao sim tận nhà cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bọc yên nhá. Đây nó sẽ là một cái bọc yên như này. Thì con này nó co giãn rất là tốt luôn. Các bác có thể bọc vào yên xe SH này, xe các loại xe đều được hết nhá. Xe đạp điện cũng ok và nó có cái phần co giãn đây rồi để các bác thắt vào cho em. Đấy, nếu mà yên nhỏ thì các bác thắt vào và yên to thì các bác giãn ra. Đấy, và nó có dây chun co giãn như này. Thì các bác lên mã giúp cho em là bọc yên nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đây các bác, nó sẽ là một cái con bọc như này. Các bác về các bác cứ bọc vào cho em là ok. Đó, đây. Các bác ngồi bình thường thì nó rất là nóng nhưng mà bọc lên thì rất là ngon luôn nhá. Chống xước yên này, yên cũ yên yếc các bác cho vào được hết này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bọc yên xe. Giá sẽ là 50k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là kia giấy khăn lau kính nhá, khăn lau kính. Kích thước của nó thì nó sẽ là vào khoảng là đây, một chiếc như này, nó vào khoảng là 35-35. Đấy, 35-35 nhá. Đấy, khoảng 35 gì đấy các bác nhá, 30-35 gì đấy. Và con này thì các bác chuyên dùng để mình lau kính, lau các cái phần như là bếp ga, bếp điếc. Đấy, và các cái phần kính như này các bác lau nó rất là sạch này. Con này lau thì ưu điểm của nó là nó sẽ không để lại vết nhá. Không để lại vết thì khi các bác lau nó rất là thích. Đấy, lau rất là thích và nhanh sạch nhá. Nhanh sạch, không để lại vết trên kính. Giá thì bên shop đang gửi các bác cái giá đó là 50k cho một bịch như này. 50k cho một bịch như này nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là khăn lau kính nhá, khăn lau kính. Giá sẽ là 50.000 cho một bịch như này nhá. Đấy. 50.000 cho một bịch như này. Lên cho em là khăn lau kính, giá sẽ là 50k nhá. Đây em sẽ có cái video cho các bác xem. Với chiếc khăn này, bạn sẽ không còn lo lắng về việc để lại vết mờ sau khi lau sạch cửa kính và xe. Sản phẩm được làm từ chất liệu đặc biệt, giúp hấp thụ và loại bỏ hiệu quả bụi bẩn và dấu vân tay một cách dễ dàng. Khăn lau dễ dàng được giặt sạch và tái sử dụng nhiều lần, tiết kiệm tối đa chi phí và bảo vệ môi trường. Đây là sản phẩm đáng tin cậy giúp bạn duy trì sự sạch sẽ. Đó, giá sẽ là 50.000 cho bịch 10 cái các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái sản phẩm đó là cái con máy thái rau bằng tay nhá. Con này thì giá sẽ là 100 cành cho một chiếc này, 100 cành một chiếc. Con này thì siêu tiện dụng luôn, sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ lưỡi như này, bao gồm cho các bác là có 6 cái lưỡi. 6 cái lưỡi thì về nhà các bác lấy cái lưỡi này ra các bác lắp vào cái phần thân cho em. Đấy, ở đây thì nó sẽ có là thái lát, thái sợi tròn, sợi vuông và thái lát. Đấy. Sợi tròn, sợi vuông và thái lát. Về nhà thì các bác lấy cái này ra, sau đó thì mình lắp cái lưỡi này vào cho em này. Đây, lắp cái lưỡi này vào đây. Đấy, lắp lưỡi rất là dễ dàng thôi. Lắp lưỡi vào đây cho em. Sau đó thì mình lắp cái phần lưỡi này vào trong cái phần này. Đấy, lắp vào đây. Lắp vào đây như này. Đấy, khi mình quay thì cái miếng rau củ quả nó sẽ được thái ở trong cái cuộn này. Đấy, lắp cái tay công này vào đây, lắp tay công vào đây. Lắp tay công vào đây để quay này. Đấy, và các bác dùng cái này để mình ấn nó xuống này. Rau củ quả mình ấn nó xuống để nó tránh vào tay này. Đấy. Con này thì giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho cái con máy thái rau như này. Hàng này thì quá là tiện ích rồi, tiện ích lắm. Các bác dùng để mình thái rau các thứ thì rất là ok. Đây em sẽ có cái video mô phỏng cho các bác xem. Chiếm khá nhiều thời gian của chị em nội trợ, nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của đa năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Còn ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian mà thành quả lại rất đẹp mắt. Đấy, các bác lên cho em là máy thái rau nhá, giá sẽ là 100k. Đấy, con này thì nó sẽ là thái bằng tay nhá, thái bằng tay. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái con máy sấy đũa nhá. Đấy, thì con này bên shop bán rất là nhiều, nó rất là tiện ích thôi. Đấy, trời mùa nồm ẩm như này hoặc là các bác dùng quanh năm ngày tháng đều ok. Đấy, thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái móc dán tường này, một móc dán tường. Và có ba cái móc treo như này thì các bác lắp vào cái móc treo này vào đít cho em này. Đấy, lắp móc treo đít này để các bác có thể treo tạp dề hoặc treo mấy thứ linh tinh. Đó, còn bát đũa, đũa thì cần sấy môi các bác bỏ vào đây xem. Khi bật lên thì nó sẽ là cái đèn màu tím nhá, màu xanh tím. Đó là cái đèn tia cực tím để nó diệt khuẩn luôn. Con này thì giá sẽ là 100.000 cho cái con máy sấy đũa như này nhá. Lên cho em là máy sấy đũa nhá. Đấy, máy sấy đũa này. Sấy đũa, giá của nó sẽ là 100k. Đó, máy sấy đũa 100k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Con này thì các bác nên mua
tính ứng dụng của nó rất là cao và sử dụng thực tế trong gia đình luôn. Thôi, các bạn này. Vì tôi thật sự như vậy, có lần tôi được một chị bạn mời đến nhà ăn tối, sau bữa ăn tôi phụ chị rửa chén, tôi thật sự quê, chúng mình quê nhiều. Khi tôi chạy khắp gian bếp không thấy ống đũa, tôi hỏi chị sao nhà mình không sắm ống đũa, em không biết phải rắc đũa, muỗng ở đâu, chị cười, em ơi, giờ thành phố ít ai xài ống đũa lắm, giờ người ta xài hộp sấy đũa thông minh, rất tiện lợi và đặc biệt bảo vệ sức khỏe cho gia đình. Em cũng nên mua về xài đi, rẻ lắm em, mà lại quá nhiều lợi ích. Trước đây chị toàn phải nấu nước sôi để khử trùng đũa muỗng, phải phơi nắng để sấy khô khử muối. Giờ thì có hộp sấy đũa thông minh, chị khỏe re, có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Mẹ ơi, có thứ hay vậy sao chị không giới thiệu cho em? Chị đâu biết là em quê một dữ vậy đâu. Em lên hợp tác gia 999 mua đi. Chị hay vào kênh hợp tác gia 999 mua hàng lắm. Không đấy, mua cũng vào xem là hàng. Okay, các bạn nhé. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia. Túi thả bồn cầu nhá. Một túi này thì 10 viên. Một tháng các bác cứ cho một viên này chứ em. Một viên này chứ em. Đấy, còn nếu mà nhà đông người thì có thể là tháng rưỡi hoặc 2 tháng mới hết một viên. Hoặc một tháng cứ cho một viên này chứ em. Nước nó sẽ ra màu xanh rất là đẹp. Thứ nhất là sạch đẹp này. Đấy thì con này nó sẽ rất nhiều chức năng này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Thứ hai là tẩy trắng này. Đấy. Tẩy trắng này. Và thứ ba là diệt khuẩn nhá. Đấy, diệt khuẩn. Đấy, sạch tẩy trắng diệt khuẩn và thơm nhá. Đấy, rất là thơm luôn. Sạch tẩy trắng diệt khuẩn thơm. Đó, và giá của nó chỉ có 15k trên một bịch thôi. 15k trên bịch 10 chiếc theo thoải mái cho bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái kìm bấm cúc nhá. Kìm bấm cúc. Thì đây nó sẽ là một cái bộ kìm bấm cúc như này. Hàng đa di năng cho bác luôn, đầy đủ các chi tiết để các bác dùng để mình bấm cúc nhá. Giá thì chỉ có 40k thôi. 40k thôi. Quần áo các bác bị lỏng, bị thừa, bị bong cúc, bật cúc các bác dùng con này chứ em. Rất là tiện, đây em sẽ có cái video cho các bác xem thực tế luôn. Dạ em cảm ơn chị nhé. Kìm bấm cúc đa năng. Con này thì nó dùng nó rất là tiện, các bác có thể dùng để mình đây. Sử dụng được trên mọi loại vải. Đây. Đấy các bác chỉ cần bấm này là xong cho em là xong. Rất là tiện ích luôn. Kìm bấm cúc cái lúc cao cấp, sử dụng được trên mọi loại vải. Đấy, rất là tiện ích các bạn. Đó. Đây các bạn này, đấy mình chỉ cần đặt vào bấm vào là xong. Đấy nó rất là tiện ích luôn. Đó các bác thấy không? Đặt vào, bấm này. Đấy là các bác đã có cái bộ khuy cúc ngon rồi. Rất tiện ích luôn, vừa vặn đẹp. Đấy bấm quần bò, quần huyết, giày dép, chăn màn đều ok hết nhá. Rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 40k cho một bộ kìm bấm cúc thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cân sức khỏe nhá. Đấy thì con này bên shop bán rất là nhiều rồi. Combo của nó sẽ là một cân và một đôi pin đi kèm nhá. Một cân một đôi pin đi kèm. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Chỉ có cho các bác là một cái combo như này. Bỏ trong những viên pin cho nó rơi mất đầu viên. Giá của nó sẽ hả? Pin nhỏ. Giá sẽ là 100.000 nhá. Về nhà các bác lắp pin vào cho em này. Lắp pin vào là mình sử dụng thôi. Đó. Mặt cân thì bằng kính cường lực nhá. Bằng kính cường lực. Đấy. Và có thể chịu được cân nặng lên tới 180 cân. Đấy. Một cân nặng lên tới 180 cân luôn. Tha hồ thoải mái bác sử dụng nhá. Lắp pin vào cho em là mình dùng thôi. Đó. Đây. Sẵn pin này các bác. Có sẵn pin cho các bác rồi. Đấy. Lắp pin vào sau đó thì mình bật nguồn lên. Đấy. Lấy quả khác thì quả này hết pin rồi. Có một cái đây. Có không? Các bác lắp pin vào cho em nhá. Nếu mà pin mà hết pin thì các bác có thể thay pin nhá. Tại vì là cái hàng này của em thì nó để lâu khi vận chuyển thì có thể là nó sẽ bị hết pin. Đấy, hết pin các bác lắp vào cho em này. Đấy, sau đó các bác cân như bình thường thôi. Đó, sau đó các bác cân như bình thường cho em là xong. Con này có cập nhật nhiệt độ luôn. Đấy, có cập nhật nhiệt độ bây giờ đang là 23 độ C này. Đây, em sẽ cân thử cho bác xem nhá. Đó, đây. Con này thì nó cân được tới 70 cân nhá, 70 cân. Đấy, con này cái viên pin này của em cũng có vẻ hết pin rồi. Về nhà các bác có thể là lắp pin mới vào cho em nhá. Đấy, đây. Em hiện đang là 68 cân nhá, 68 cân. Đó, đây các bác này. Đấy, nó nhớ số cân luôn nhá. Đấy, có vẻ như là nó hết pin rồi nhá. Hết pin về nhà các bác sạc pin vào cho em. À, về nhà các bác lắp pin mới vào cho em để mình sử dụng nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái con cân sức khỏe như này nhá. Đấy, nếu mà hết pin thì về nhà các bác có thể lắp pin mới. Đó, đây. Rất tiện ích luôn. Cân được 180 kg. Đấy. Lên mã giúp em đó là cân sức khỏe nhá. Cân sức khỏe này. Cân sức khỏe, giá của nó sẽ là 100k tròn nhá, 100.000 cho cân sức khỏe như này.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sách quý song ngữ nhá, sách quý song ngữ dành cho trẻ em. Con này thì về nhà các bác cũng lắp pin vào cho em. Cái này bên em bán thì không kèm pin nhá. Đấy, không có pin đâu. Về nhà các bác tự lắp pin vào cho em thôi. Đó, quyển này của nó sẽ là 100.000, về nhà các bác lắp cho em 3 cái pin con thỏ nhỏ vào đây. 3 cái pin con thỏ nhỏ vào đây là mình sử dụng thôi. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là rất là nhiều chủ đề nhá, rất nhiều chủ đề và rất nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đó, thì nó sẽ có cho các bác là hai cái phím này. Đầu tiên nó sẽ là một cái phím phím nguồn này và một cái phím của trang này. Đấy, mỗi trang có một phím. Phím nguồn thì thường là ở cái dòng trên này, còn phím trang thì nó sẽ đi theo từng trang như này. Đó. Và con này thì giá sẽ là 100.000 cho một con quyển sách quý song ngữ rồi nhá. Đấy, rất là nhiều chủ đề này, rất là nhiều chủ đề, nhiều ngôn ngữ. Đấy, tiếng Anh, tiếng Việt cho các bác luôn. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các em bé nhà mình nhân dịp Tết năm mới này, hoặc là mua để cho con cái nhà mình sử dụng rất là tiện ích nhá. Giá thì sẽ là 100k. Lên cho em là sách nói nhá, sách nói này. Sách nói, giá sẽ là 100k. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem cái quyển sách nói này luôn. Đây các bác nhá, có cả ca nhạc luôn và đấy, rất là nhiều chủ đề nhá. Đây là một cuốn sách nói chắc chắn sẽ được rất nhiều các bạn nhỏ ưa thích. Tạm biệt bạn nhỏ, hôm nay lục sở học biết nhé, chào mừng bạn. Đây sẽ là nút khởi động của từng trang. Muốn đọc trang nào các chị cho con ấn vào nút sao để khởi động. Sau đó bắt đầu đi đọc chi tiết của từng chữ cái. A, quả na, á, cái hân. Cuốn này có 24 trang gồm những chủ đề. Chữ cái tiếng Việt là 3 trang, đủ các chữ cái từ A đến Y. Chủ đề về số đếm, ấn nút sao khởi động. Sau đó đọc. Có tiếng Anh đi kèm. Tiếng Anh. Chủ đề về nghề nghiệp, nhân vật, động vật. Chủ đề về trái cây, ấn nút sao khởi động. Sau đó đọc. Quả lê, quả táo. Có mục kiểm tra bài để tương tác cùng với các con. Quả dâu tây. Ở đâu đấy, rất là ok các bạn nhé. Giá chỉ có 100.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái ấm pha trà nhá. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, bán cả hàng bao nhiêu rồi các bác nhá. Đấy thì đây nó sẽ là một con ấm rất là tiện ích như này, các bác dùng để pha trà, pha cà phê, pha ngũ cốc, pha các loại hạt rất là ok. Các bác xoáy cái nắp này ra cho em này, xoáy cái nắp này ra cho em. Đó. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái lưới lọc như này. Hàng cực kỳ là bằng inox 316 này, rất là mịn luôn. Các bác có thể cho trực tiếp cà phê vào đây, sau đó thì mình chỉ cần là rội nước vào là xong. Đó là các bác đã có một phin cà phê rồi. Đấy, hoặc các bác có thể pha trà, pha quát các loại hạt, nước uống rất là ok. Dung tích của nó là 1 lít inox 316. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái con ấm pha trà như này. Giá của nó sẽ là 100.000, 110.000 nhá. 110.000 cho một con ấm pha trà như này. Đấy, 110k nhá, 110k một chiếc. Lên theo là ấm pha trà, giá sẽ là 110k một cái nhá, 110.000. Dung tích của nó sẽ là 1 lít. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái loại máy đó là máy đuổi chuột nhá, máy đuổi chuột như này. Đấy, con này thì các bác dùng chuyên để đuổi chuột rất là ok. Lên cho em là máy đuổi chuột nhá, máy đuổi chuột nhé. Máy đuổi chuột nhá. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là 35.000 nhá, 35k cho một con máy đuổi chuột như này. Con này thì rất là tiện ích luôn. Đuổi chuột, đuổi ruồi, muỗi, kiến, gián, côn trùng đều đuổi được hết nhá, rất tiện ích luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Cái bọn chuột thành tinh này phải dùng máy bằng sóng siêu âm. Chỉ cần cắm vào ổ điện bất kỳ trong nhà là cả họ cả hàng. Cả hang cả hốc nhà chuột, rán hay côn trùng cũng phải đi biệt hết. Sản phẩm đặc biệt không ảnh hưởng đến trẻ em hay vật nuôi trong gia đình. Một sự lựa chọn hoàn hảo chỉ với 69k. Đấy, rất là tiện ích cho các bác nhá. Licomax xin kính chào quý anh chị ạ. Trên tay em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến, gián, muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Licomax xin kính chào quý anh chị ạ. Trên tay em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không rất là ok luôn các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái cốc nhả kem nhá. Đấy thì nó sẽ bao gồm là một cái hộp ngăn kéo như này các bác. Đấy, một hộp ngăn kéo như này. Kèm thêm cho các bác là ba cái cốc nhá. Ba cái cốc các bác có thể dán vào đây cho em. Đấy. Tức là tất cả những cái cốc này nó đều có nam châm từ hít ở đít này. Đấy. Các bác có thể dán vào đây. Đấy, dán vào đây cho em, nó rất là tiện luôn. Đó, bỏ tranh cả hai cái lọ kem đánh răng đây. Có từ hít ở đây luôn, nó rất là tiện này. Đấy.
Và ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là hai cái miếng dán này, để các bác mình dán vào đây cho em, hai miếng dán mình dán vào tường, sau đó thì mình đeo vào đây cho em. Đó. Đeo vào đây hai cái miếng dán này. Và có kèm cho các bác là các cái sticker để khi mà các bác sử dụng ấy thì các bác có thể đánh dấu từng cái cốc một vào, là biết là cái cốc này của ai. Đấy. Và khi các bác dùng thì các bác lấy cái lọ kem đánh răng mình ra. Đó. Lắp vào đây cho em, lắp vào đây. Sau đó thì mình chỉ cần nhả kem là mình nhấp này thôi là cái đầu này nó sẽ giúp ta tạo lực để đẩy cho cái kem đánh răng của mình nó sẽ rơi xuống nhá. Và các bác tùy theo cái độ nhấp để các bác có thể hứng bao nhiêu thì hứng tùy ý mình. Đó. Thì đây em sẽ xoáy thử cho các bác xem cái lọ kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Kem đánh răng Hàn Quốc. Đấy. Đây. Lọ kem đánh răng của Nhật đi. Kem đánh răng của Nhật các bác này. Đấy. Kem đánh răng của Nhật đây. Đây nó sẽ có cái gen xoáy như này nhá, có cái gen xoáy như này. Các bác xoáy cái này ra cho em, Đấy. Sau đó thì các bác xoáy cái lọ kem đánh răng vào đây. Đấy. Xoáy cái lọ kem đánh răng vào đây cho em. Đó. Xoáy cái lọ kem đánh răng vào đây. Đấy, là mình cứ để này thôi. Sau đó thì mình nhấp như này là cái kem nó sẽ chảy xuống. Cái hàng này thì nó sẽ là hàng mới tinh cho nên là em sẽ không có test thử. Đây em sẽ test thử cho các bác qua một cái sản phẩm mà nhà em đang treo để trưng bày cho các bác xem. Đó. Trước khi test thì em giới thiệu cho các bác các cái mã kem đánh răng. Đầu tiên nó sẽ là một cái kem đánh răng của em giới thiệu giá của con này trước đi. Con này giá sẽ là 100 bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là kệ nhà kem đánh răng nhá. Giá của nó sẽ là 100 mấy nhỉ? Kệ nhà kem đánh răng nhá. Kệ nhà kem đánh răng. Giá sẽ là 180k nhá. 180.000 cho cái kệ nhà kem đánh răng như này. Thì con này rất là tuyệt đích luôn. Đó. Tiếp theo là đến cái kem đánh răng của Nhật này. Kem đánh răng Nhật. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một típ như này. Con này thì dung tích của nó sẽ là 170g. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, made in Japan. Đây, đấy, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan. Và giá thì sẽ là 60.000. Dung tích 170g. Đó. Con này thì công dụng của nó sẽ là tinh chất gạo này, chống viêm nếu viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng nhá. Giá sẽ là 60.000 cho một típ kem đánh răng Nhật như này. Đấy, tiếp theo thì em sẽ có cho các bác cái kem đánh răng của Hàn Quốc này. Đây. Con này của nó thì sẽ là 120g. Hàng của nó thì nó sẽ là hàng made in Korea. Đấy, đây. Made in Korea nhá, hàng của Hàn Quốc nhá. 120g này. Con này thì chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k. Đấy, bác nào răng đen, răng ố vàng, các loại răng, đánh cái này cho em một thời gian là đỡ hẳn luôn. Tỷ lệ làm trắng răng của nó lên tới 93% nhá. Đó. Đây thì đây em sẽ có cái thực tế đây cho các bác xem này. Đây cái con kệ nhà em ấy nhá. Em con này em chỉ để trưng bày quay cho bác xem thôi. Đấy, không nên lúc các bác bảo nhà này nó đánh răng bẩn thế. Đấy, đây các bác chỉ cần nhấp vào như này thôi này. Đấy. Hàng này để rất lâu rồi nhá, để rất lâu rồi các bác này. Đấy, rất là bẩn thỉu, để từ năm nọ sang năm kia này, nhưng mà chỉ cần nhấp cái là được luôn nhá. Đây. Đấy các bác chỉ cần nhấp cái này. Nhấp cái này là ra luôn các bác này, nó ra rất là đều và đẹp luôn nhá. Đấy. Ngoài ra thì bên các bác có thể sử dụng đây cái cốc này. Nó sẽ là một cái dòng cốc để cho các bác có nam châm từ hít này. Đấy, dùng xong thì mình lại cho nó vào đây cho nó gọn này. Đấy, thứ nhất là chống bị mốc khi mà mình để ngược thì nó không khô được này. Và cái này nó sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái miếng dán như này, hai cái miếng dán như này các bác có thể đặt vào này. Đấy, đặt vào mình dán vào rất là chặt luôn. Đấy. Đây em cũng dán thực tế luôn nên mà để từ năm nọ qua năm kia cũng rất là ok nhá. Đấy. Thì các bác dán xong là mình lại cho vào cho em là xong. Rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng sản phẩm đó là cái tăm nước các bác nhá, cái tăm nước. Đây nó sẽ là một cái dòng tăm mà các bác sử dụng, khi mà sử dụng thì nó sẽ là sử dụng bằng nước chứ không phải các bác sử dụng bằng cái tăm truyền thống, mà nó sẽ là bằng nước. Đây, hình nó mô phỏng ở đây nó sẽ có 4 đầu này. Một cái đầu để các bác dùng để vệ sinh kẽ răng này, một cái đầu để vệ sinh lợi này, một đầu để vệ sinh lưỡi này, và một cái đầu để các bác mài trên mặt răng này. Đấy, gọi là đánh răng đấy. Đấy, kỳ cọ trên mặt răng thì nó sẽ có 1 2 3 4 cho các bác là 4 cái đầu nước như này. Đây, nó sẽ có cho các bác là 4 cái đầu nước này, về nhà các bác lắp vào máy cho em này. Và một con máy này. Con tăm nước này thì các bác dùng nó rất là thích luôn. Đấy, rất là khỏe các bác này. Đấy, và hút nước nó sẽ hút ở đây nhá, nước nó hút ở đây.
dung lượng pin của nó là 1200 mAh này. Đấy, rất là ngon luôn. Đấy, về nhà các bác lắp những cái đầu này vào đây cho em, lắp vào đầu này vào đây, đó là mình sử dụng thôi, rất tiện ích. Thì con tam nước này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đấy, các bác nhấn tắt cái thứ này nó rất là tiện thôi. Và các bác tháo cái đầu này ra này. Đấy, tháo cái đầu này ra, sau đó thì mình cho nước vào đây. Cho nước vào đây sau đó thì mình nó sẽ dùng dạng như kiểu là máy bơm ý, là nó sẽ dùng cái tia nước này để nó vệ sinh. Thì các bác không bị can thiệp vào răng lợi của mình thì nó không bị hỏng răng, hỏng lợi, hiểu nhá. Lên mã giúp cho em là tam nước. Cái này bao nhiêu không nhỉ? Lên mã giúp cho em là tam nước, giá sẽ là 160.000 nhá. Đấy, tam nước này. Giá sẽ là 160k cho một cái hộp tam nước như này. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái chai xịt chống thấm nhá. Đấy. Lên cho em là xịt chống thấm này. Cái này thì các bác chuyên dùng để chống thấm các cái phần như là nhà bị thấm dột này, các cái phần tường, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đó, thì các bác xịt vào cho em. Đặc biệt là các cái phần bị thấm dột nhá. Đấy. Thì cách sử dụng rất là đơn giản thôi. Các bác lắc đều lên cho em. Trước khi dùng thì mình lắc kỹ, lắc đều lên cho em. Sau đó thì mình xịt. Đấy, mình xịt thì nó sẽ thấm đều trên các cái bề mặt, giúp cho các bác dùng là mình sử dụng là nó sẽ rất là an toàn nhá. Đây, ví dụ này các bạn này. Đấy. Nó sẽ là các cái phần tử cao su non như này. Thì dùng các bác lắc đều lên cho em nhá. Lắc đều lên cho em. Đấy, để tránh cái việc là nó bị tắc nhá. Đấy, các bác lắc đều lên cho em, và khi mình bấm thì bấm dứt khoát nhá. Đấy. Đấy, tại vì cái đầu này của nó bao giờ nó cũng là hơi bị tắc một tí này. Đấy. Nó sẽ ở trên cái đầu trên này nó sẽ hơi bị tắc một tí, thì các bác dùng lắc đều và ấn mạnh cho em để khi mà nó ra là nó sẽ đẩy được cái phần tắc ở đầu ra. Đấy, đây. Các bác lắc kỹ, lắc đều cho em nhé. Đấy, đây, khi nó xịt nó sẽ ra như này các bác này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có các cái phân tử cao su non này. Đấy, nó sẽ tan dần và nó chảy vào trong các cái phần lỗ thấm dột nhá, và nó sẽ giúp cho ngôi nhà của bác, phần tường, trần nhà và các nơi bị thấm dột là nó sẽ phủ hết kín hết luôn. Đấy, lên cho em là xịt chống thấm. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k cho một cái chai xịt chống thấm như này thôi. 50.000 cho một chai xịt chống thấm như này nhé. Con này thì khá là tiện dụng luôn để các bác sử dụng. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đây là bình xịt chống thấm dột nano công nghệ Nhật Bản mới, hiệu quả gấp 2 lần, độ bền lên đến 10 năm. Trần nhà bị dột, tường nhà bị nứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người, khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh, các bề mặt khác, khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nắng mưa, giải quyết nỗi lo thấm dột cho bà con. Bình xịt nano chống thấm dột quanh năm, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay. Đây, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 các bác nhá. 50.000 cho một con bình xịt chống thấm như này, rất tiện ích luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái pin 18650 nhá. Đấy, pin 18650. Con này thì nó là dòng pin sạc, các bác có thể dùng đa di năng được luôn. Dung lượng pin của nó sẽ là 3,7V và 6800 mAh. Các bác có thể mua về để mình đóng pin, mình dùng cho các cái thiết bị, hoặc là bên em bán thì nó rất là nhiều các cái dòng sản phẩm đang sử dụng cái pin này. Thì các bác có cái sản phẩm nào mà bị hỏng lỗi pin thì về nhà các bác có thể thay thế trực tiếp con pin này vào mình sử dụng cho em, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 30k cho một viên pin 18650 thôi nhá. Giá của nó sẽ là 30k. Đấy, lên cho em là pin 18650, giá sẽ là 30.000 nhá, 30.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái lọ keo đa năng xanh. Giá thì chỉ có 20k cho một típ như này thôi, và 50.000 ba típ cho cái keo đa năng xanh như này. Đây, nó sẽ là một lọ dung tích của nó là 60g. Con này các bác chuyên dùng để dán tất cả mọi chất liệu trên mọi bề mặt được luôn, và rất là bền chắc chắn. Giá sẽ là 20k cho một típ như này, và 50.000 ba típ nhá. Lên mã giúp cho em là keo đa năng xanh. Đây, em sẽ có video thực tế luôn. Kết gần như mọi thứ, kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính normal nail công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nứt tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Đó. Giá thì chỉ có 50.000 cho 3 lọ và 20.000 lọ nhá. Tiếp theo thì nay bên em tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồ Tết này. Đấy, thì nó sẽ là một cái dòng sản phẩm cái nho khô, ăn rất là ngon.
dai, mềm, ngon và hàng nó sẽ là hàng không phẩm màu, không chất bảo quản các bác nhé, không phẩm màu, không chất bảo quản. Hàng của tập đoàn Samsung thì các bác biết rồi, nó ăn rất là ngon luôn. Sản phẩm thì sẽ là một bịch nho như này. Đấy, hàng của tập đoàn Samsung của Hàn Quốc nhá. Đấy đây, Samsung này các bác này. Đấy, tập đoàn Samsung của Hàn Quốc. Đấy, Samsung này. Đấy, và các kia công ty khác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bịch nho khô như này, giá của nó sẽ là 100.000 nhá, 100.000 cho một hộp nho khô như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà, rất đẹp luôn. Đó, đây. Mã tem, mã vạch, mã code đàng hoàng, tập đoàn Samsung đây. Đấy. Các bác lên cho em là nho khô nhá, giá của nó sẽ là 100k, 100.000 cho một bịch nho khô như này. Thì cái này nó khá là tiện ích luôn, các bác có thể sử dụng để mình cho biếu tặng làm quà. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái thảm lau chân này, cuối năm đến nơi rồi. Đấy, Tết nhất đến nơi là các bác cũng trang hoàng cho cái ngôi nhà mình nó thêm đẹp, thêm lộng lẫy. Kích thước của nó thì nó sẽ là 40 x 60. Đấy, thì bên em gọi nó là thảm 46 nhá. Chất liệu của thảm thì đây nó sẽ là một cái dòng thảm mà nó có cho các bác là mặt bên dưới là cao su non, và bên trên của nó sẽ là một cái dòng ném cho anh cái đèn này. Bên dưới là cao su non, bên trên nó sẽ là một cái dòng nỉ như này nhá. Đây, này. Một cái dòng nỉ như này các bác này. Đấy, thì khi mà các bác sử dụng ấy thì nó sẽ là, khi các bác sử dụng ấy thì nó sẽ là rất là êm, mềm, mượt, và dưới cao su non này thì bám dính rất là tốt luôn, không sợ bị trượt. Đấy, các bác có thể để cửa nhà tắm, nhà giếc thoải mái luôn. Nó là cái dòng cao su non, nó rất là bám. Bên trên thì nó sẽ là dòng nỉ như này, dùng không lo bị bong, bị xỉn nữa đâu. Đấy, bị mủn nữa đâu. Các bác có thể dùng quanh năm ngày tháng cho em được luôn. Kích thước của nó là 40 x 60. Thì lên mã giúp cho em đó là thảm 46 nhá, thảm 46. Giá là 45k cho một chiếc như này nhá, 45.000 cho một chiếc thảm này thôi. Giá rất hợp lý rồi. Đấy, nói chung là chất liệu đẹp, giá hợp lý. Thảm 46, giá sẽ là 45.000 một chiếc nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn xoay nhá, đèn xoay. Đấy. Lô này em về thì nó sẽ là dòng mẫu mới. Mẫu này của nó thì nó sẽ là dòng mẫu cắm trực tiếp có đuôi như này. Còn cái lô trước là nó có dây thì nó hết mất rồi. Đấy. Dòng này thì nó sẽ là dòng cắm trực tiếp như này các nhá. Cắm trực tiếp thì cũng rất là tiện thôi. Các bác cứ cắm trực tiếp vào trong nguồn điện có công tắc tắt bật như này. Đấy, không cần phải dùng dây nữa. Đây, em sẽ cắm thực tế cho các bác xem luôn. Đấy. Cắm trực tiếp vào này, sau đó thì bật công tắc lên này. Đấy là nó xoay thôi. Cái mẫu này của nó thì nó rất là đẹp các bác. Đấy, rất là đa dạng luôn nhá. Đó, con này thì rất đẹp các bác này. Đó, con này đẹp lắm các bác. Đấy, đây nó đang chạm vào tường, nó quay hơi chậm, bình thường nó sẽ quay nhanh hơn một chút các bác. Đó, đây. Và theo. Đây. Rất đẹp luôn các bác nhá. Đó, rất tuyệt vời luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60k nhá. 60k cho một con đèn xoay như này. Các bác lên cho em là đèn xoay nhá, giá của nó sẽ là 60.000 các bác nhá. Đó.